ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát, cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng vô sanh toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 âm lịch năm Quý Tỵ. Chúng ta có đủ duyên lành để hội tụ về đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục học bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ vừa rồi chúng ta đã học cái phần do tỷ thức chứng viên thông. Hôm nay chúng ta sẽ học tới cái đoạn thứ 17 do thiệt thức chứng viên thông. Chúng ta sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Ông Phú Lô Na Di Đà La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ không thấu xước tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của hằng hà xa các Như Lai, con ở trong chúng khéo léo chỉ bày không chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân âm thanh dạy cho con tuyên dương chính pháp. Con ở trước Phật giúp Phật chuyển pháp luân, nhân tiếng sư tử rống mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con nói pháp hơn cả. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật thì có vị Phú Lô Na Di Đà La Ni Tử
là vị đệ tử mà thuyết pháp bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Tức là trong hàng đệ tử Đức Phật, ví dụ như hồi cách đây hai kỳ á, chúng ta học tới Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất được xem như là người trí tuệ bậc nhất. Nhưng mà dù là trí tuệ bậc nhất vẫn không phải là người thuyết pháp bậc nhất. Đây đó, chúng ta mới thấy cái điều lạ như vậy. Nói về trí tuệ thấu hiểu về đạo lý của Ngài Xá Lợi Phất á, đã được Đức Bổn Sư khen tặng là người mà ngoài Đức Phật ra không ai có cái khả năng thấu hiểu chân lý như Ngài Xá Lợi Phất. Tức là Ngài đã thấu triệt chân lý đến mức độ cùng tận, trong hàng chúng đệ tử của Đức Phật không ai bằng. Nhưng đến hôm nay chúng ta thấy Ngài Phú Lô Na, thì Ngài Phú Lô Na là một trong những người thuyết pháp đệ nhất trong hàng đệ tử Đức Phật. Ngài khéo léo biện thuyết, không bao giờ ngân ngại bất kỳ cái nghĩa lý nào sâu xa nhiệm màu nhất của Đức Phật ở tại đây, tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của mình. Nhưng mà rồi quá khứ về trước cũng đã từng là những là một đệ tử xuất sắc của các vị Phật quá khứ nữa. Tức là Ngài Phú Lô Na này trong tất cả các chư Phật đời quá khứ, cũng như ngay cái đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, thì Ngài cũng là cái người thuyết pháp đệ nhất. Như vậy là Ngài được sử dụng cái ngôn âm, tức là được Đức Phật á, thấy Ngài có cái biện thuyết lớn lao nên dùng pháp luân âm thanh dạy cho tuyên dương chánh pháp. Vì vậy là Ngài không có nói cái nhân tu hành của mình, mà chỉ nói là vì thấy Ngài Phú Lô Na có cái khả năng đó, cho nên Đức Phật mới dạy cái âm thanh tuyên dương chánh pháp thôi. Và Ngài Phú Lô Na ở trước Đức Phật á, ở ngay hiện tại này thì giúp Đức Phật, tức là giống như là một vị đệ tử. Thì trong cái hàng đệ tử Đức Phật là có mỗi người có một cái việc để hộ trì cho cái dòng pháp của Đức Phật. Thì Ngài Phú Lô Na này là một trong những cái vị mà giúp để làm cho cái chánh pháp Đức Phật nó được rộng truyền á, tức là để truyền bá được cái giảng thuyết khắp các nơi. Vậy là Ngài nhân cái thuyết pháp mà chứng quả. Đây là một điều hơi bị lạ từ trước đến giờ. Tức là thay từ trước là chúng ta thấy dùng cái trí để nhận đạo nè ha, dùng lỗ tai để nghe âm thanh, dùng cái mũi để sử dụng công phu mà nhập định như cái kỳ rồi. Nhớ đây, Ngài dùng cái lưỡi của mình thuyết pháp, mà trong lúc thuyết pháp đào sâu cái nghĩa lý của chánh pháp cho đến mức độ cùng tận đó, thành ra chứng luôn quả là hắn. Chúng ta thấy một điều đặc biệt như vậy. Như vậy là có nghĩa là cái phước báo, cái nhân quả của Ngài Phú Lô Na trong nhiều đời nhiều kiếp tuyên thuyết chánh pháp của chư Phật mười phương rồi. Và chính do cái phước báo đó mà trong lúc Ngài nói chuyện về chánh pháp á, do Ngài rống tiếng rống sư tử để dẹp được tất cả những cái tà tâm của mình, và chứng luôn quả là hán do thuyết pháp, do thuyết chánh pháp của chư Phật. Đây là một điều rất là đặc biệt mà từ trước giờ trong cái thập đại đệ tử truyện á, thì nói Ngài Phú Lô Na dụng công cái kiểu khác, nhưng mà trong bản kinh Lăng Nghiêm thì nói là một cái dạng khác nữa. Nhưng mà đây là một cái điều mà chúng ta cũng hiếm hoi nghe từ trước đến giờ. Ví dụ như á, vị đó được người khác thuyết pháp ngộ đạo thì cái chuyện đó quá bình thường phải không? Nhưng lần này chính mình thuyết pháp, và trong lúc thuyết pháp mà tự đào sâu được cái nghĩa lý sâu màu của chư Phật, thấu suốt được chân lý để truyền bá cho mọi người, cái nhân quả đó và chính cái phút chốc mà thuyết pháp rống tiếng rống sư tử đó lại được chứng quả A La Hán. Được cái chuyện khó có ở trong lịch sử của nhân loại lặp lại lần thứ hai, có một người thứ hai được như vậy. Như vậy là do thuyết pháp mà chứng quả A La Hán, thì lúc đó Đức Thế Tôn á, mới ấn chứng cho Ngài Phú Lô Na là nói pháp hơn cả. Tức là trong cái hàng đệ tử Đức Phật là không ai có thể so sánh về cái việc thuyết pháp. Thật ra khi mà nói tới cái viện viên thông thì Ngài nói là chỉ dùng cái pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Tức là khi người ta sử dụng công phu đi vào nội tâm á, người ta thiền định á, thì người ta mới dẹp được cái tà tâm của mình, dẹp được các cái lậu hoặc sanh tử của mình. Nhưng chỉ riêng Ngài Phú Lô Na là trong lúc thuyết pháp đã trừ khử được, đã dẹp trừ được
cái nghiệp tập sinh tử để chứng quả A-la-hán. Đây là việc bậc nhất mà từ xưa giờ chưa từng có. Đúng là cái nhân loại này không thể có người thứ hai. Đó chúng ta thấy ở trong Phật đạo, trong tất cả những cái việc làm Phật sự của các vị Đại Bồ Tát á, thì tất cả những cái cửa ngõ, tất cả cái con đường để mà nhập đạo của các vị thì mình không thể nào dùng cái trí thế gian có thể lường được. Bây giờ đang thuyết pháp mà chứng quả thì cái việc này là không bao giờ có rồi. Được người khác khai thị, được nhập định, được đọc kinh, đọc sách hay là được một cái phương tiện nào đó thì chúng ta thấy nó có trong lịch sử nhiều lắm. Nhưng mà đang nói chuyện mà tự mình nhập đạo trong lúc đang giảng thuyết thì điều này là rất khó. Điều này rất là khó. Đây là một cái chuyện mà chắc chúng ta cũng không thể học ngày được. Chuyện không có người thứ hai để có thể học. Cho nên thành ra có lúc mà khi thăng tòa thuyết pháp á, nếu như cái người đó mà không có dẹp trừ được tất cả những cái tà tâm, cái tạp niệm của mình thì người đó không thể tuyên thuyết chánh pháp được. Đây là điều mà chúng ta phải biết á, tức là bật mí cho những người giảng sư. Chúng ta không thể có một cái bài pháp trước khi chúng ta lên giảng. Nếu vị giảng sư nào vẫn còn làm cái chuyện đó thì mãi mãi chỉ là những vị giảng sư mà ta không thể nhập đạo nổi đâu. Tại vì học thuộc lòng để lên đó mà giảng thì không được. Cái điều đầu tiên của một vị giảng sư á, họ với cái gì? Với tất cả những cái thành tâm mà khai thác cái chân lý của Đức Phật trong bản kinh đó. Vì sao? Vì thương những người đang nghe mình giảng bằng tất cả những cái tâm, muốn làm sao cho tất cả những người giảng nhận được chân lý. Nhưng muốn cho người ta nhận chân lý thì mình phải là cái gì? Mình phải thể ngộ chân lý. Thành ra trước cái phút giảng, nếu người đó không nhập đạo thì tất cả những lời giảng đó đều là vọng ngữ. Phải nói một câu như vậy, dù là giảng hay cỡ nào đi nữa, đó là những cái nặng nọt của tâm thức. Cho nên trước cái phút mà vị giảng sư thăng tòa, dứt khoát người đó phải chết đi những cái tà tâm tạp niệm của mình. Hoàn toàn những cái ý niệm sinh tử luân hồi phải tắt mất nơi tâm người đó. Và khi đó nó lộ cái gì ở trong kinh điển, người đó phải thấu tận cái chân lý đó rồi mà nói ra. Phải thấy bằng tất cả những cái công phu của chính mình, chứ không phải thấy bằng kiến thức hiểu biết. Và trong phút đó cái người mà giảng kinh á, phải tương ưng với chân lý thì mới bày lộ chân lý. Còn nếu như người giảng kinh mà không tương ưng với chân lý mà môi cái đầu ra để giảng thì đó là vọng thức. Và vọng thức chỉ làm cho những người thính chúng nghe họ hiểu và gật đầu theo cái kiểu nhận thức của tâm thức thôi. Cho nên bài pháp không giá trị. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Thành ra ngày Phú Lô Na này đạt được cảnh giới này. Và không riêng ngày Phú Lô Na đâu, ngày Phú Lô Na chỉ đại diện cho các vị Đại Bồ Tát nói chuyện này thôi. Chứ thật sự kể từ khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật ở nơi đạo lý giác ngộ của mình mà nói thành chân lý. Chứ nếu Đức Phật không giác ngộ mà Đức Phật nói thì chắc là giờ này chúng ta không có còn kinh điển để học đâu. Thành ra trước phút giác ngộ thì người đó không thể có khả năng bài lộ chân lý. Dù là học thuộc hết tất cả những lời lẽ của chư Phật chư Tổ, nói đi thì giống như cái máy mở ra mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy là cái nội lực xuất phát từ cái ngôn ngữ của cái người hiểu khác với cái nội lực xuất phát từ cái chỗ tu chứng của người đó. Hai cái ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn. Rồi nếu chúng ta có kinh nghiệm học Phật, chúng ta sẽ nhận ra liền. Chỉ cần chúng ta mở văn ra nghe ba câu thôi là chúng ta sẽ đủ để có thể biết người này nói bằng cái gì. Nói bằng tâm thức, nói bằng hiểu biết, nói bằng kinh nghiệm sống, hay là nói bằng cái chỗ thấu hiểu của chính mình. Đó, cho nên là ở đây ngày Xú Lô Na nhập đạo, và trong lúc ngày nhập đạo thì thầy thuyết pháp, và trong lúc thuyết pháp để thể hiện chân lý bằng ngôn ngữ, đây là một điều rất là khó. Chúng ta thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh nó có một câu là tông thông thì thuyết cũng thông, thì dư như mặt trời treo không. Như vậy là khi người ta đã nhập đạo, tức là người ta thông tâm, nhưng ngôn ngữ phải thông. Rồi chúng ta thấy trong đời này rất lạ, có những người họ có khả năng thuyết giảng nhưng mà tâm họ không thông. Tức là cái khả năng biện thuyết trong nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, sau đó mà đời này họ trở thành một cái giảng sư lỗi lạc nhưng không phải là người ngộ đạo.
Thì cái đó gọi là thuyết thông hay là tâm thông. Thông thì thông theo cái nghĩa lý, theo cái kiểu kiến thức thôi. Rồi có những người ngộ đạo mà giảng không được. Trong thời Đức Phật cũng có, chứ không phải tới cái thời của mình. Họ có thể ngộ đạo, được Đức Phật chứng nhận, họ đạt được cái quả vị A-la-hán. Nhưng mà có nhiều người không có khả năng thuyết pháp. Rồi trong cái thời Đức Phật, quý vị thấy là những vị chứng A-la-hán rất nhiều. Nhưng mà đọc lại lịch sử, chúng ta thấy là những người mà có khả năng để thuyết giảng không có mấy ai hết, không có mấy người hết. Vì vậy điều đó chúng nói cái gì? Ngay cả thời sau những cái thời gần đây của chúng ta cũng vậy. Ngay cả những cái vị mà cái thiền sư trong cái thời Trung Hoa trước chúng ta vài thập niên về trước cũng vậy. Có những người họ ngộ đạo, nhưng mà họ chỉ biết sống đúng cái đạo lý cho mình thôi, khả năng thuyết giảng không có. Họ nói chúng ta nghe thì mình biết, mà họ nói rất ít lời, mà họ có thể thể hiện được chân lý nhưng ít lắm, ngắn ngủi lắm. Thì chúng ta đọc thiền sử, chúng ta thấy có những vị thiền sư nói rồi có mấy câu à. Nói mấy câu à. Mà những cái câu đó rất là xứng tầm, tức là đủ tư cách để có thể là một liền thiền sư để cho thiên hạ để kính trọng. Nó thành ra là khi mỗi người mà chúng ta thấy như thế này nè nha, chúng ta có thể lường được cái vị này, có thể mình lường một phần nào đó về một cái vị thiền sư ở trong đời mà mình gặp. Thường á, những vị mà được người khác khai thị để ngộ á, thì thường là họ mới ngộ có đời đó thôi. Tức là lần đầu tiên mà để có thể ngộ đạo á, thì đa phần là được người khác khai thị. Mà họ ngộ từ nhiều đời, tức là từ năm đời mà đã có ngộ á, thì từ năm đời trở lên họ mới có khả năng tự ngộ. Mà ngộ đạo chừng khoảng năm đời trở lại á, cái khả năng thuyết pháp cũng chưa có nhiều, cũng vẫn còn nó có một cái gì vướng vướng lạ lắm, không có thông. Thật ra khi mà mọi người mà ra đời mà họ tự ngộ được và họ có khả năng biện thuyết tới cái chiều sâu của chân lý để có thể khai mở được người khác là họ nhiều đời lắm. Rất là nhiều người nhập đạo. Thì đời này là cái chuyện đó giống như chuyện cũ để lặp lại thôi. Thật ra khi mọi người mà có khả năng biện thuyết để có thể mà tẩy trừ sạch hết những cái cấu bẩn trần lao trong tâm thức, cẩu trừ được hết những cái lậu hoặc để có thể chứng được quả, thì rõ ràng là Ngài Phú Lô Na này đã nhiều đời nhiều kiếp tu tập rồi. Mà hằng hà sa số chư Phật về trước Ngài cũng đã từng làm như thế để hộ vệ cái dòng pháp của chư Phật. Thật ra khi một cái dòng pháp ra đời là có rất là nhiều những cái bậc thánh họ tới họ hộ trì. Cái sứ mệnh của một người đó làm trong cái đoạn lịch sử đó, chứ chưa phải là cái người đó giỏi hơn các vị khác nha. Đây là điều chúng ta phải biết. Có những người hộ vệ giỏi hơn cái vị đang chịu trách nhiệm chính. Là phải thấy như vậy đó. Thật ra khi mà ví dụ như có một cái dòng pháp ra đời thì cũng có thể làm lợi lạc nhiều người. Thì các vị Đại Bồ Tát các nơi về đây để hộ trì. Nhưng mà các vị Bồ Tát có khi giỏi hơn cái vị chịu trách nhiệm chính. Nhưng mà riêng Đức Phật thì không ai so sánh được rồi. Nhưng mà sau thời Đức Phật á, chúng ta thấy có rất là nhiều dòng pháp, nhưng mà vị đệ tử á, giỏi hơn thầy. Mà thường á, cái vị đệ tử giỏi hơn thầy thì dòng pháp nó mới lưu truyền lâu dài. Tức là qua đời thầy chừng đó rồi đệ tử vượt hơn bậc, cái đệ tử sau vượt hơn bậc, đệ tử sau vượt hơn bậc, thì dòng pháp đó sẽ lưu truyền mãi mãi trong nhân gian. Mà vị thầy giỏi quá không có một người đệ tử theo kịp thì qua đời ông thầy đó tắt luôn. Chúng ta thấy rõ ràng cái điều này. Thật ra khi mà chúng ta thấy một cái dòng pháp nào ra đời thì chúng ta phải chờ đợi. Nếu mà mình có cái khả năng đoán biết dòng pháp này có thể tồn tại lâu trong nhân gian hay không, là chúng ta coi trong cái hàng đệ tử của ông thầy đó cái đó. Coi có người nào xuất cách không, người nào siêu xuất không. Nếu mà vị đó siêu hơn ông thầy thì chúng ta tin chắc rằng cái dòng pháp này sẽ lâu. Thật ra chúng ta có thể đoán biết được ha. Ví dụ như cái ngày Phú Lô Na này là bất kỳ cái thời nào, bất kỳ lúc nào Ngài cũng thừa sức để thuyết, Ngài sẽ nói được những cái điều sâu màu nhất trong Phật Pháp cho thính chúng nghe. Chứ không phải là phải đợi chuẩn bị, phải đợi thiền định, phải đợi soạn bài, tất cả những cái điều đó thì hoàn toàn không có đối với Ngài Phú Lô Na này. Thật ra chúng ta thấy là cái đường này thì nếu mà người phàm cho mình chắc thấy không nổi. Mình nói chuyện cái là mình động tâm mất rồi. Mình phải tác ý mình mới nói chuyện, mình phải nghĩ ngợi mình mới nói ra được một câu. Mà muốn nói được một câu đúng chánh pháp là phải dè dặt đồ dữ lắm mình mới có thể nói được.
Thì vậy là khi đó là tâm mình động, chứ không phải là mình dứt trừ được mọi cái vọng niệm, để từ tự tánh lưu xuất thành chân lý. Là cái này hiếm, rất là hiếm có. Rồi bây giờ chúng ta tới một vị kế tiếp nữa là do thân thức mà chứng viên thông. Ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: chính con được theo Phật vượt thành xuất gia, xem thấy Như Lai 6 năm siêng tu khổ hạnh, thấy Đức Như Lai hàng phục các bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục trong thế gian. Con được nhờ Phật dạy giữ giới như thế cho đến 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tính nghiệp, giá nghiệp thải đều thanh tịnh. Do đó thân tâm được tịch diệt thành quả A-la-hán. Nay con làm người cương kỵ trong chúng của Như Lai, Phật ấn chứng cho con giữ giới tu thân hơn cả trong chúng. Nay Phật hỏi về viên thông, con do gìn giữ nơi thân mà được tự tại, kế gìn giữ nơi tâm mà tâm được thông suốt, về sau thân tâm tất cả đều thông suốt. Đó là thứ nhất. Bây giờ tới ông Ubali. Ubali là cái người mà trì luật, trì giới đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Như vậy là ngài Ubali khi mà gặp được Đức Phật rồi, theo Phật để xuất gia. Ở đây ngài nói là vượt thành theo Đức Phật để xuất gia. Như vậy là khi mà được gặp Đức Phật rồi á, thì ngài nhận thấy cái việc tu tập của Đức Phật một cách rất là nghiêm túc. Ngài thấy Đức Phật là siêng tu khổ hạnh nè, rồi hàng phục các ma, đối trị ngoại đạo vân vân, và thấy được Đức Phật giải thoát các lậu vật. Như vậy là ngài đảnh lễ cầu thỉnh để được Đức Phật dạy giữ giới thôi. Và khi mà được Đức Phật truyền về cái giới pháp á, thì ngài luôn gìn giữ ba thân, tức là ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp hoàn toàn thanh tịnh kể từ khi gặp Đức Phật. Và do gìn giữ thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp thanh tịnh đó mà ngài chứng được quả A-la-hán. Và do vậy mà ngài là cái người mà được Đức Phật ấn chứng, được Đức Phật ấn chứng là người tu giữ giới tu thân đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật, tức là ông này rất là thanh tịnh. Như vậy là chúng ta thấy cái giới luật. Giới luật thì chúng ta đã nói trong cái gì lục độ ba la mật, chúng ta nói về cái tinh thần giới luật rồi. Tức là tinh thần giới luật của Đức Phật là gì? Đức Phật, chúng ta phải biết Đức Phật là ai, cho nên Đức Phật chế giới với mục đích gì. Nếu Đức Phật là cái người khung sáo thì giới luật của Đức Phật nó trở thành khung sáo, đúng không? Nhưng Đức Phật là người đã phá vỡ khung sáo của thế gian này rồi. Đức Phật là người tự do giải thoát rồi, cho nên Đức Phật đưa ra cái giới không có nghĩa là một cái gì ràng buộc mình, mà đó là cửa mở giải thoát cho tất cả chúng sanh. Thành ra giới nó cũng là một cái pháp để chúng ta tu tập, chứ giới không phải là cái để mình gìn giữ cho thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thân khẩu ý thì phải làm như vậy. Mà làm như vậy không phải là một cái tính cách ràng buộc, chúng ta nên biết điều này. Muốn thanh tịnh thân khẩu ý của mình thì phải làm đúng cái điều Đức Phật dạy. Làm sai điều Đức Phật dạy thì chúng ta bị bất an, bị đau khổ, bị trầm luân. Thế nên nó là những người giữ giới mà chúng ta cứ nghĩ giới là cái vòng rào răng cấm để chúng ta không phạm những cái điều này, chúng ta không phạm những cái điều kia, thì người đó là cái người mà rất là cực khổ trong lúc chúng ta giữ giới. Chúng ta phải hiểu điều này. Với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng nếu mình làm chuyện này là gì? Chúng ta sẽ bị phạm vào cái nhân quả xấu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai sẽ làm chúng ta ô nhiễm. Cái thứ ba sẽ làm chúng ta bất an. Ba cái điều này mà Đức Phật không cho chúng ta làm. Đức Phật khuyên chúng ta đừng có làm, chứ không phải là Đức Phật đưa ra là tôi cấm ông không làm điều này, không có cái này. Giới không có cấm. Giới là gì? Tiếng Phạn là sila, có nghĩa là biệt biệt phần giải thoát. Có nghĩa là chúng ta giữ giới nào chúng ta giải thoát được cái đó. Thật ra chúng ta thấy trong chùa Phật tử mới quy y thì giữ cái 5 giới không? Xuất gia cái bắt đầu được giữ 10 giới đúng không? Giữ giới nhiều. Giữ giới nhiều có nghĩa là bị cấm đoán nhiều đúng không? Không phải.
Nếu chúng ta hiểu giới, mỗi một cái giới là một cửa để giải thoát, thì vậy là mỗi người xuất gia theo đạo Phật mới thọ giới sa di thì mở nhiều cửa hơn người cư sĩ. Đúng không? Cư sĩ mới mở được 5 cửa thôi, người xuất gia sẽ được mở 10 cửa giải thoát. Và khi thọ giới tỳ kheo tăng thì mở 250 cửa giải thoát, tỳ kheo ni là 348 cửa giải thoát. Chứ không phải là ràng buộc hơn, không phải như vậy, chúng ta hiểu lầm. Và người nào mà giải giới kiểu là phải cấm, phải răng, phải không được làm, phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, để chụp người ta vào trong cái khung sáo nào đó, là người đó phá vỡ tinh thần giải thoát của đạo Phật và phá vỡ luôn cả tinh thần giới pháp của Đức Phật luôn. Chúng ta phải thấy như vậy. Nếu đạo Phật là đạo giải thoát thì tất cả những cái hơi hướng của Đức Phật thở ra đều mang tính giải thoát, thì cái giới của Đức Phật cũng mang tính giải thoát, để mà Đức Phật chỉ dẫn, vạch bài cái con đường đi tốt nhất cho đệ tử của mình. Phải nói một câu như vậy. Tức là giới trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thấy chỉ cần anh bước lệch một tí xíu thôi thì sao? Thì sẽ xa hầm sụp hố. Cho nên Đức Phật nói là nếu đi con đường đó thì phải đi như vậy, dở chân như vậy, bước xuống như vậy, đưa tay như vậy, để tay như vậy, nói năng như vậy, cười mỉm như vậy, hay là như thế nào đó. Tất cả những cái mà Đức Phật đưa ra trong 250 giới của tỳ kheo. Thì vậy là có rất là nhiều vị sẽ hiểu lầm điều này, nghĩ rằng khi xuất gia là phải nghiêm trì giới luật. Rồi dùng cái từ nghe nó nặng nề lắm. Chúng ta phải nghiêm trì giới luật để rồi được cái gì đó, khi mà giữ giới là sẽ sanh định, giữ định sẽ phát huệ, vân vân, tất cả những cái điều đó. Thế làm cho mỗi người mà có rất là nhiều người cư sĩ tại gia chưa phải là Phật tử, thì họ nghe là thọ giới cái bắt đầu phải gì ở quy y, phải giữ giới. Nhà chúng tôi cũng gặp rất là nhiều, tôi cũng phiên họ quy y, nó hồi còn không giáo quy y rồi, giữ giới là không được đọa chết rồi. Có không? Phật tử chúng ta có tâm niệm không? Và người nào mà bắt đầu những cái vị thầy bắt đầu truyền giới đệ tử mình thì bắt đầu nói à, nếu mà giới này mà phạm là phải đọa địa ngục này, giới kia phạm phải đọa địa ngục kia, là phải như là như cái cây bị chặt đầu rồi không có bao giờ nữa, còn mọc mầm như cái mầm thúi không bao giờ lên, rồi đủ thứ chuyện hết, khiến cho người ta sợ hãi khi thọ giới Phật. Chứ người ta đâu có biết rằng Đức Phật đã chọn con đường tốt nhất cho đệ tử mình đi. Cho nên tất cả những cái gì mà có thể làm một chút xíu cho đệ tử mình bất an là Đức Phật khuyên mình đừng làm. Tại vì mình không đủ trí tuệ để thấy việc đó là tốt là xấu, mà chính Đức Phật đã thấy điều đó là không tốt. Đức Phật khuyên chúng ta đừng có dẫm chân lên. Giống như Đức Phật thấy cái gai rất nhỏ, nếu mà dẫm lên là bị đau, để bị bất an. Mình nếu mình đừng có đi cái kiểu đó thì mình sẽ sống bình an cả đời mình. Cho nên Ngài Ubali nghe lời Đức Phật để sống đúng với những điều Đức Phật dạy, thành ra thân và tâm được thanh tịnh. Chứ không phải là chúng ta phải trì giới để được thanh tịnh. Trì có nghĩa là gìn giữ, nghe một cái gì nó rất là nặng nề. Ví dụ như trong cái giới Pháp nó gọi là, nó có những cái câu ở đây là tính giới và giá giới. Hoặc là trong giới luật nó có là khai là trì, tác là phạm. Có chỗ gọi là chỉ là trì, tác là phạm. Nếu mà học sâu trong giới luật chúng ta sẽ hiểu thêm cái này. Nếu mà tăng ni chúng ta phải biết được điều này. Có những giới á, mà chúng ta chỉ, có nghĩa là ta giữ đúng theo điều Phật dạy á, là xem như chúng ta trì giới, đúng không? Nhưng mà chúng ta phá cái đó thì coi như chúng ta phạm. Gọi là chỉ là trì, tác có nghĩa là phạm, tức là sai, coi như là chúng ta phạm. Nhưng mà có những giới gọi là khai có nghĩa là trì, mà chỉ coi như là phạm. Như vậy là có một vài giới, ví dụ nha, ví dụ một cái ví dụ chơi thôi. Thì trong một số luật á, cũng có ví dụ một số điều. Ví dụ như bây giờ mình đang đi đường, cái đây là cái chuyện xưa, ví dụ chuyện xưa thì có một con vật nó chạy ngang mặt mình và nó chui vô cái lùm kế bên đó. Thì cái ông thợ thân chạy tới hỏi chị có thấy con thỏ, anh thấy con thỏ mới chạy ngang không? Thì bây giờ mình phải nói làm sao? Nếu mình giữ giới thì phải nói thiệt, thì đó tôi mới thấy nó chung đó đó. Thì gọi là mình chỉ, nhưng mà chỉ này là phạm, tức là cộng sát, cộng nghiệp với sát sanh. Thì nếu mà chỉ một lùm đó thì ông thợ săn sẽ bắt, sẽ giết con thỏ đó, coi như mình bị phạm. Đúng không? Thành ra là lúc này là phải khai mới là trì giới, khai mới thoát khỏi cái giới sát.
đúng không? Thì vậy là mình phải nói dối, khai giới là phải nói dối, là tôi không thấy, tôi thấy như nó chạy đằng kia rồi. Thì rõ ràng là mình nói dối. Thì đó là mình phải coi như là phạm cái tội nói dối, nhưng mà mình không phạm cái tội sát sanh. Thật ra mà khi trái cái giới thứ tư á, cái giới mà không vọng ngữ đó, nếu không xuất phát từ tham tâm xem như mình không phạm, đúng không? Thì vậy là mình không phải do tham tâm mà nhìn do cái thương con vật mà mình nói để mình cứu nó, thì vậy là mình không phải là người phạm. Nhưng mà nếu vì cái tham tâm vì cái gì đó thì mình sẽ phạm. Đó là chúng ta phải học là cái khai. Khai là gì? Khai là trì. Rồi có những cái giới luật của Đức Phật nó rất là linh thông. Chúng ta không có thể học như vậy là chúng ta phải dứt phát là làm như vậy. Thì bây giờ ai hỏi con thỏ đâu chỉ cho thợ săn nó bắt một cái xong là chúng ta phạm. Giống như cái thời chiến tranh rồi đó, không? Hai bên đánh nhau có người chạy núp trong cái bồ lúa của mình. Thì bây giờ đó là có người rượt tới hỏi nãy giờ có thấy cái ông đó chạy vô đây không? Tôi thấy ông núp trong bồ lúa tôi á. Tức là mình nói thiệt, có những cái mình nói thiệt mà mình lại phạm. Đó thật ra là khai cũng có khi là phạm nếu vì tham tâm. Còn nếu mà chúng ta khai mà vì cái tình thương, vì chân lý thì chúng ta không phạm. Thật ra là cái phần gọi là tánh giới và giá giới, gọi là tướng giới đó. Tánh giới là những cái giới mà dù có chư Phật ra đời hay chư Phật không ra đời, chúng ta phạm cái đó đó thì chúng ta cũng thành tội. Tánh giới là những cái giới lớn, những cái trọng giới như là gì? Sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm và vọng ngữ. Bốn giới này được xem như nó là tánh giới. Dù Đức Phật có chế cho mình hay không mà nếu mình làm mấy chuyện đó thành tội với xã hội này không? Với loài người, ví dụ như mình giết người mình có phạm tội không? Có. Giết người mình có phạm nhân quả không? Có. Còn có một số giới khác á, thì sau khi mà đã có luật, giới luật á, thì nó mới chế sau này, thì cái đó được gọi là giá giới. Thì vậy là những cái giới đó chúng ta có thể khai mở đó. Còn tánh giới á, là không có được. Tánh giới là không được khai mở, tại vì nó đã thành nhân quả xấu rồi. Sát sanh trở thành nhân quả xấu rồi, trộm cắp thành nhân quả xấu rồi, tà dâm thành nhân quả xấu rồi, và vọng ngữ thành nhân quả xấu rồi. Thì vậy là có người ta răng dạy hay là mình không răng dạy thì phạm những điều này đều là phạm hết. Thành ra chúng ta thấy là cái nhìn của Đức Phật thấy rất rõ từng cái hành động cử chỉ, lời nói, từng bước đi của một cái người hành giả đi theo đạo Phật á. Nếu đi đúng con đường đó thì sẽ được bình an, và khi được bình an rồi thì người đó mới đủ sức thấu hiểu chân lý và đạt ngộ giải thoát. Còn nếu đi lệch con đường đó sẽ bị bất an, và bất an rồi thì không có còn cái thời gian gì để thiền định để giải thoát cả. Do vậy mà Đức Phật đưa ra những cái điều để chúng ta thực hiện, chứ không phải đưa ra những cái giới để chúng ta thọ trì. Chúng ta phải dùng ngôn ngữ làm sao cho nó khéo cái chuyện này, phải không? Không phải đó là những cái giới để cho người Phật tử tại gia thọ trì, cũng như không phải là những cái giới mà để cho những người xuất gia thọ trì. Không phải như vậy. Không phải là chúng ta phải gìn giữ giới pháp nghiêm mật, nghiêm minh gì đó. Chúng ta phải dùng cái từ nào sao cho nó nhẹ nhàng. Chúng ta học giới giống như chúng ta học những bản kinh tu tập này nè. Học giới cũng như học những bản kinh chuyên môn, để mà chúng ta học tới đâu, chúng ta hành tới đó, chúng ta sẽ được thanh tịnh tới đó, chúng ta sẽ được tam nghiệp thanh tịnh, giống như là chúng ta dụng công trừ khử nghiệp tập phiền não của chính mình như vậy. Thì đó là tinh thần học giới của đạo Phật. Còn nếu mà chúng ta học giới để chúng ta sẽ giữ gìn, chúng ta phải trì cho nó nghiêm minh, cho nó thanh tịnh đủ thứ, thì chúng ta cảm giác nặng nề, rất là nặng nề. Và chúng ta phải hiểu rằng một giới, tại vì Đức Phật đã định, ở trong kinh đã định nghĩa là biệt giới là biệt biệt phần giải thoát, tức là giải thoát từng phần giới, giải thoát phần giữ giới nào giải thoát phần đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái giới sắc sanh đi, bây giờ mình thù một người là đầu tiên là cái gì rồi? Bất an rồi đúng không? Thù mà cho đến chuẩn bị mình phải giết người đó thì cái tâm mình là nó cuồng luôn, chứ không phải là bất an nữa. Khi mà mình chúng ta nổi điên lên, chúng ta khùng lên, khi chúng ta sân hận lên thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện chúng ta giết người. Thì người đó hoàn toàn mất bình tĩnh rồi. Thế vậy là trước khi mà chúng ta giết người là chúng ta đã bất an. Và bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện phải giết người đó như thế nào, mình giết người đó ra làm sao, mình nghĩ cái cách giết người là mình bất an cái thứ hai.
Rồi bây giờ dù cho chúng ta ra tay có được đi, ví dụ như chúng ta bắn người đó, hoặc là chúng ta thuốc độc người đó, hoặc chúng ta chém người đó, hoặc chúng ta nhận nước người đó, làm bất kỳ một cái gì mà thành công, thì lúc đó chúng ta có an không? Lúc giết người là chắc chắn chúng ta bất an tiếp tục. Và sau khi đã giết được người chúng ta cũng tiếp tục bất an. Thì vậy là khi tác ý vào cái chuyện mà sai lầm này thì chúng ta luôn luôn bị bất an. Do đó mà Đức Phật kêu nếu muốn đừng có bị bất an, không? Nếu muốn đừng có bị nhân quả xấu thì đừng nên làm điều đó. Chúng ta phải hiểu giới nhẹ một chút như vậy, để khi mà có tăng ni mà có giữ giới thì các vị thấy rằng trong người mình được Đức Phật mở cho mình nhiều cửa giải thoát hơn, chứ không phải là mang nhiều giới luật hơn để nặng nề hơn một người cư sĩ tại gia là chúng ta đã sai rồi. Nó là ra cho nên cái vị Ubali này rất là phước báo đã được Đức Phật trực tiếp chỉ dẫn những cái điều mà phải gìn giữ cho ba nghiệp được thanh tịnh. Như vậy là khi sống đúng với giáo pháp của Đức Phật thì dứt khoát là ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Nó đi đúng con đường Đức Phật dạy thì đường đó là cái cách dụng công theo cái kiểu kinh điển tu tập, hay là cái cách mà gìn giữ được gọi là giới pháp thì cũng làm cho ba nghiệp được thanh tịnh để chứng đạt đạo quả. Và một cái điều nữa chúng ta mới thấy á, Đến giờ phút này chúng ta phải thấy rằng cái thân và cái tâm của mình á, nếu như cái thân mà không thanh tịnh thì không thể tương ưng được loại cái trí tuệ thanh tịnh cao được. Cho nên nếu mà cái thân chúng ta còn ô trọc thì tâm chúng ta còn bị bấn loạn. Khi nào mà chúng ta đi sâu vào thiền định, chúng ta mới thấy rằng cái lúc mà chúng ta có thể công phu để đạt được cái định sâu á, thì lúc đó thân chúng ta tuyệt đối thanh tịnh. Thanh tịnh đến mức độ nó không còn cái nhiễm nhơ gì trong máu thì cái tâm chúng ta tự động nó rỗng ra. Đến một lúc nào những người mà đi sâu vào thiền định thấy rõ một điều là chỉ cần một chút vẩn đục ở trong máu huyết mình thôi thì sẽ làm cho khí thở chúng ta nó loạn. Và khi khí thở chúng ta nó loạn thì nó xâm nhiều cái tâm thức ô trọc sinh tử nhiều hơn. Ai có đi sâu vào thiền định sẽ thấy điều này. Cho nên là những người nào mà nói là họ có thể nhập định được, chúng ta có thể xem xét lại cơ thể người đó. Những người nào mà bệnh thì thứ nhất là khí không thông, thứ hai là huyết không sạch, mà nói mà nhập định là điều này hơi bị khó tin. Chỉ từ những vị Bồ Tát tái lai thì không biết là hàng mấy tỷ người có được người thì cái chuyện đó là chúng ta không bàn. Người ngoài hành tinh chúng ta không bàn. Còn những người mở trong cái cõi người của mình mà nói cái thân ô trọc ăn uống mà không có trong sáng, ăn bừa bãi mà nói là nhập định để được chứng quả là không có đâu. Tất cả những người mà trước cái phút để chứng thánh quả, thân hoàn toàn thanh tịnh và tâm họ bắt đầu thanh tịnh theo. Thật ra những cái cõi con đường mà gìn giữ giới pháp này của Đức Phật á, là Đức Phật muốn cho người ta thanh lọc thân cho tuyệt đối thanh tịnh, thì tương ưng với cái tâm thanh tịnh mới có thể thông suốt được chân lý và chứng được thánh quả. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thành ra cái thời điểm này mà chúng ta vẫn còn nghe cái thân chúng ta nặng trọc rồi, nhất là những người mà đang đi vào công phu á, để ý đi, người nào mà có kinh nghiệm đã từng nhập thất công phu, đã từng ở yên một chỗ để tu tập, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ngày nào mà mình ăn uống đàng hoàng, cơ thể chúng ta nhẹ nhàng, ngủ thức dậy chúng ta nghe sảng khoái, cái khí lực chúng ta nghe sung mãn, thì bữa đó chúng ta ngồi thiền khác, tâm ta rất là yên. Nhưng mà ngủ thức dậy nghe nặng nề, đau chỗ này rồi nhức chỗ kia rồi mỏi chỗ nọ, vắt mình ngồi thiền thì sao? Dứt khoát là tâm bấn loạn, cơ thể đã có một ách tắc sẽ làm cho mệt mỏi. Thì khi mà ách tắc đó tức là khí chúng ta không thông, khí không thông thì sẽ huyết không luôn lưu thông và trí não chúng ta sẽ bấn loạn. Đây là điều mà chúng ta phải biết trong Phật đạo. Ra Đức Phật kêu chúng ta gìn giữ giới pháp cho trang nghiêm thanh tịnh này là một phần để thanh lọc thân của mình, và để khi mà cái thân thanh tịnh rồi thì tương ưng với một cái tâm thanh tịnh nữa thì chúng ta mới được thông suốt. Nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu Phật á, chúng ta sẽ bỏ qua hết mọi cái chỉ tu tâm thôi, thì chúng ta chỉ giải quyết được có phân nửa vấn đề, tức là có vô định đi nữa thì cũng vô chút chút rồi ra, không có đi sâu và không đủ sức để phá vỡ sanh tử. Và tới cái bài kế tiếp, bài thứ đoạn thứ 19 á, do ý thức chứng viên thông, ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng:
Lúc trước con khất thực ở giữa đường, gặp ba anh em ông Ca Diếp. Ba anh em ông Ca Diếp ba là ông Ưu Lâu, Tần Loa, ông Già Gia, ông Na Đề, giảng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai. Con liền phát tâm được thông suốt. Đức Như Lai ban cho con áo cà sa đắp trên mình, râu tóc tự rụng. Con đi khắp mười phương được không ngăn ngại, phát sáng thần thông, được trong chúng suy tôn là vô thượng thành quả A-la-hán. Không những riêng Đức Thế Tôn mà mười phương Như Lai đều khen sức thần thông của con thanh tịnh, tròn sáng, tự tại, không sợ sệt. Nay Phật hỏi về viên thông. Do con xoay ý niệm trở về với tính yên lặng, nên tâm tí trí phát ra ánh sáng suốt như lóng nước đục. Lóng càng lâu nước càng trong sáng. Đó là thứ nhất. Ngày Mục Kiền Liên thì chúng ta quen quá rồi phải không? Nhờ ngày mà mới có những cái chuyện như đại lễ Vu Lan, để chúng ta có cái dịp để báo hiếu của quyền thất tổ của mình. Như vậy là khi ngày Mục Kiền Liên á, trước khi gặp Đức Phật, thì ngài và ngài Xá Lợi Phất là hai người bạn rất là thân với nhau. Và hai người này cũng có đồ chúng nữa, tại rất là giỏi. Ngài Xá Lợi Phất cũng giỏi lắm trước khi gặp Đức Phật. Thì Mục Kiền Liên cũng vậy, hai người giáo hóa đồ chúng. Nhưng mà trong lúc giáo hóa đồ chúng đó, thì hai ông này cũng cảm giác mình chưa xong việc. Các vị thánh thì luôn luôn là như vậy. Mặc dù chúng mình đông nhưng mà hai ông có cảm giác gì đó mình không xong việc. Thì cái có một cái giao kèo với nhau. Tức là nếu mà anh đi đường, anh gặp cái gì hay, gặp bậc giác ngộ nào đó, thì anh phải về nói lại cho tôi nghe. Thì ngày Mục Kiền Liên là người gặp trước, không? Mà không được gặp cái không được gặp Đức Phật, mà gặp các vị đệ tử Đức Phật, tức là ông Ca Diếp Ba, ông U Lâu Trần Loa và ông Già Gia Ca Diếp. Ông Nan Đề giảng nói nghĩa nhân duyên. Thì khi mà nói lý nhân duyên rồi, ngày Mục Kiền Liên ngộ đạo ngay tức khắc. Ngày nhân duyên cũng rất là nhạy cảm. Thì sau khi ngài đã thấy được chân lý rồi, ngài mới về mà nói lại ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất ở sau khi ngày Mục Kiền Liên ngộ cái điều này xong, ngày Mục Kiền Liên mới hỏi ba vị này là các ông đệ tử của ai và tu thế nào mà được như vậy, thì mới chỉ về Đức Phật. Thì khi đó ngày Mục Kiền Liên bắt đầu mới thương lượng với ngài Xá Lợi Phất, tức là cứ để đồ chúng đó, hai người bắt đầu đi tới Đức Phật. Thì sau khi tới đảnh lễ Đức Phật cầu pháp rồi, thì trong sử nói là trong có chỗ á, thì nói ngài Xá Lợi Phất chỉ vừa gặp Đức Phật đảnh lễ thôi là đã ngộ đạo. Có chỗ nói là ngài Xá Lợi Phất nương theo Đức Phật trong đúng một tuần lễ là đã chứng quả. Thật ra là hai vị trở thành một đệ tử đắc lực của Đức Phật. Chúng ta thấy là trong cái thập đại đệ tử truyện là hai vị này là hai đệ tử đắc lực. Mà ngày Mục Kiền Liên thì thần thông được, không phải là được chư Phật khen tặng, mà không phải được Đức Từ Phụ của mình khen tặng, không phải được trong chúng đệ tử Đức Phật Từ Phụ của mình khen tặng, mà chư Phật mười phương cũng khen ngày Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất. Trong rất là nhiều cái chuyện thần thông của ngày Mục Kiền Liên, có mỗi chuyện mà như chúng tôi cũng kể một vài lần rồi đó, ngài được Đức Phật dạy là độ hai vợ chồng của một ông trưởng giả, tại Đức Phật thấy nó đủ cái duyên để độ rồi. Mà ông trưởng giả này được gọi là ông trưởng giả keo kiệt, giàu ghê gớm lắm, người làm rất là đông. Bữa đó tự nhiên ông thèm cái bánh tiêu á, mới bắt đầu nói nhỏ nhỏ và vợ là hai vợ chồng mình đi ra chợ mua bột và chiên bánh tiêu ăn. Nhưng mà nếu chiên ở dưới nhà bếp á thì bị người nhà xin, rồi bị mấy người làm xin nữa thì sẽ bị hao hụt, cho nên mới mang tuốt lên lầu cao để làm. Thì leo lầu ba mới chiên được có mười mấy cái mới bỏ ăn rổ, chưa chuẩn bị ăn nữa, thì ông Mục Kiền Liên xuất hiện ngay cửa sổ. Ông này ông bực lắm, nói trời ơi tôi lên tới tàu ba rồi mà cách gì mà ông leo ở đây được á. Nó đâu có leo ra tàu bay tới mà. Đâu có leo đâu. Nhưng mà ngươi phải cúng dường cho ta, ta mới đi. Ông này cũng khó chịu lắm, tôi giấu lên tới đây mà còn bị ông xin rồi nữa. Ngày nay là ngày suối quẩy ông càm ràm, nhưng mà rồi cuối cùng cũng lấy cái bánh tiêu để cúng dường.
Nhưng mà khi ổng bóc cái bánh tiêu ở trong gỗ ra thì nó không có sức răng cá mà nó dính luôn nguyên một nồi. Dính nguyên một nồi cứ kéo tới kéo lui hoài không được, cuối cùng móc một cái là bỏ cho bác ngày một cần liên, không còn cái nào hết. Thì ổng bắt đầu lúc đó ổng giật mình. Ổng nói sao cái chuyện kỳ cục, thứ nhất là cái lầu cao của mình mà ông này tự nhiên xuất hiện ngay cửa sổ. Thứ hai bánh tiêu mà dùng hết sức lực của mình mà xé nó không xuất ra. Thì vậy là rõ ràng ông này có chuyện gì rồi. Cho nên mới hỏi là ông là sa môn đệ tử của ai mà ông có được cái năng lực như thế này thì chắc thầy ông ghê gớm lắm. Thì ngài Mẫu Quyền Liên nói đúng vậy, Đức Thế Tôn là thầy của ta. Thì hôm nay đúng là cái giờ lành, ta muốn người đến đảnh lễ Đức Thế Tôn để học đạo. Tại vì tưởng giả này được ngài Mục Kiền Liên dẫn về Đức Phật. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết thời pháp thì vị này cũng đã chứng được thánh quả. Đó, thành ra chúng ta thấy là ngài Mục Kiền Liên cũng có nhiều cái cách để độ người bằng thần thông. Và một cái chuyện mà chúng tôi kể là cái đảnh đầu, cái đảnh môn của Đức Phật á, cái nhục kế của Đức Phật á. Do mình cũng ỷ về thần thông, ngày một Kiền Liên cũng ỷ về thần thông, mình chắc cũng ghê gớm lắm, cho nên là cố tình muốn nhìn thấy cái nhục kế của Đức Phật. Đức Phật á, chúng ta thấy trong hình á, đi với thính chúng thì giống như mình, đúng không? Tức là hình về cái chiều cao đồ nọ tương ưng với nhau hết rồi, chỉ cao nhích nhích hơn chút với người phàm thôi. Nhưng mà nếu mình muốn nhóng lên để mình muốn thấy đỉnh nhục kế Đức Phật thì Đức Phật cao hơn miếng. Ngài Mục Kiền Liên muốn nhóng lên để thấy trên cái đỉnh nhục kế Đức Phật thì Đức Phật cao hơn miếng. Ngài giận quá, ngài bắt đầu ngài dẫn thần thông để ngài bay lẹ thì đỉnh nhục kế Đức Phật làm phút lên lúc ở trên luôn. Và càng dẫn thần thông lên cao chừng nào thì đỉnh nhục kế Đức Phật càng cao chừng đó, cho tới lúc mà ngài Mục Kiền Liên lạc qua một thế giới khác, không còn trong cái cõi ta bà này nữa, lạc đi mất tiêu luôn. Thì đến một cái chúng hội của một Đức Phật khác, thì các vị Đại Bồ Tát khác đang ngồi nghe Đức Phật đó thuyết pháp, tự nhiên thấy con sâu bò trong miệng bán. Các vị móc cái đầu ngày một Kiền Liên nói là thưa Đức Thế Tôn, có con sâu mà tự nhiên xuất hiện thế giới của mình. Đức Phật nói người thả nó xuống đi, đó là đệ tử của Đức Thế Tôn ở cõi ta bà, do mà muốn thấy cái đỉnh nhục kế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà dẫn thần thông bay lạc tới đây. Bây giờ đâu có biết đường về. Đi lạc luôn thế giới khác không biết đường về. Nếu mà sử dụng cái thần thông của ngài Mục Kiền Liên thì không biết bao nhiêu ngàn kiếp nữa mới trở về cái cõi ta bà được, chứ không phải là trong một kiếp. Tại vì lạc quá xa rồi, không biết là cái thế giới nào thì trong kinh không có diễn tả. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên khóc nói bây giờ Thế Tôn làm ơn cứu con, chứ nếu mà từ đây mà con dẫn thần thông về tới cõi ta bà để gặp Đức Thế Tôn thì chắc là Đức Thế Tôn đã tịch diệt không biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Quỳ lại đảnh lễ khóc. Thì lúc đó từ cái đảnh nhục kế của Đức Phật mới phóng cái hào quang vô người của ngài Mục Kiền Liên, và trong chớp mắt thâu ngài Mục Kiền Liên trở lại cõi ta bà. Thì chúng ta mới thấy là cái về cái nói về thần thông á, thì trong những cái vị đại đệ tử Đức Phật rõ ràng là ngài Mục Kiền Liên là một trong những người thần thông rất là giỏi mà đã được Đức Phật khen tặng. Nhưng mà chúng ta thấy á, nếu mà đọc cái lịch sử của thập đại đệ tử truyện á, thì ngài Mục Kiền Liên chúng ta thấy in tường như là người có thần thông lớn. Nhưng mà so với ngài Lại Xá Lợi Phất á, tại ngài Xá Lợi Phất ít có bài lộ thần thông, cho nên là ngài Xá Lợi Phất chỉ nhận một cái danh hiệu là trí tuệ bậc nhất thôi, chứ còn cái thần thông của ngài Xá Lợi Phất mới đáng sợ. Thế lúc mà ngài Xá Lợi Phất đang ngồi nhập định á, cái định của ngài Xá Lợi Phất khủng khiếp đến mức độ là cái con quỷ mà nó dùng cái chài nó đập. Trong cái lúc mà ngài đang ngồi nhập định thì ngài Mục Kiền Liên đứng bên núi bên kia thấy con quỷ đưa chài nó đập lên đỉnh đầu của ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên sợ, tưởng đâu ngài Xá Lợi Phất là nó tan thân mất mạng rồi nào rồi, ngài Mục Kiền Liên mới dẫn thần thông bay qua cái đỉnh núi bên kia, thấy ngài Xá Lợi Phất vẫn ngồi tiền tỉnh queo à, không có chuyện gì hết. Thì ngài Mục Kiền Liên chờ ngài Xá Lợi Phất xuất định, nói hỏi là sư huynh nãy có nghe chuyện gì không. Cái ngài Xá Lợi Phất nói chuyện gì xảy ra vậy? Thì ngài Mục Kiền Liên nói là có cái con quỷ này là cái khả năng mà nó đập một cái là nát cái núi Tu Di á, mà hồi nãy đệ thấy là nó xách cái chài nó đập lên đầu sư huynh á. Thì ngài Phất nói ta cũng nghe đây chút. Và cái trí của ngài Xá Lợi Phất mà mình cũng có rất là nhiều cái bản kinh nói về cái trí tuệ ngài Xá Lợi Phất á. Có một cái lần để chúng ta mới thấy cái trí của các vị thánh khủng khiếp á. Có lần ngài Xá Lợi Phất đang đi
công chuyện gì gấp đó không biết, mà ngài là Xá Lợi Phất lại đi bằng thần thông. Thì ngài tới một cái gốc cây cổ thụ to lắm, thì có một cái ông ngoại đạo cũng ngồi đó ông điếm lá cây đó, điếm vừa hết lá cây trên cây cổ thụ đó, ông đứng lên ông mừng lắm, ông vỗ tay nói là suốt 13 năm nay ta mới điếm được hết người. Ngài Xá Lợi Phất nói cái gì, có cái cây này mà điếm tới 13 năm gây gớm vậy. Cái nói người có biết cây này bao nhiêu lá không? Ngài là Xá Lợi Phất vừa tích tắc nói liền là bao nhiêu lá trên cây đó. Ông này cũng sợ quá quỳ xuống lại và cũng thiết phục được ông này quay lại với Đức Phật. Thật ra trong những cái hàng đệ tử của Đức Phật về trí tuệ về thần thông á, thì mặc dù nói người này trí tuệ bậc nhất, người kia thần thông bậc nhất, chứ thực sự thì cái khả năng của các vị đại đệ tử trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật là gần như nó ngang tầm nhau á, những cái ngang tầm nhau hết á. Ra ở đây ngài Mục Kiền Liên là một trong những người mà được Đức Phật khen là thần thông thanh tịnh tròn sáng tự tại. Và chúng tôi lặp lại cái tí nữa chúng ta sẽ lặp lại tại sao ngài Mục Kiền Liên chết, và rất là nhiều người hiểu lầm về chuyện này. Chúng tôi có giảng trong bản kinh Pháp Bảo Đàng rồi, nhưng mà đoạn này chúng ta nên nói lại một chút về ngài Mục Kiền Liên. Thì bây giờ nói về cái viên thông á, thì chính ngài Mục Kiền Liên là người sử dụng cái ý thức để chứng viên thông. Tức là ngài do cái xoay cái tính trở về cái tính yên lặng của mình, tức là xây cái thức trở về cái tính yên lặng của mình. Và khi mà xảy ra tất cả những cái chuyện, ví dụ như mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi ngửi, thân xúc chạm và ý duyên pháp trần, thì ngài không có duyên pháp trần nữa mà ngài quay trở lại với tự tính của mình, thì ngài chứng được viên thông. Thì đây cũng là một cái cách tu tập. Thật ra chúng ta thấy cái ngày mà Ngô Thừa Ân giỏi đến cái mức độ mà đưa cái con khỉ trời thiên, khỉ ý thức á, đúng không? Hay ở cái chỗ ngài hiểu nổi ngài Mục Kiền Liên này. Ngài Mục Kiền Liên này tu sử dụng cái thức này để chứng viên thông nè. Thì cái con khỉ ý thức mình sau khi ngộ đạo nó cũng có thần thông, nó cũng đằng văn độn thổ rồi đúng không? Cân nó vân độn thổ đủ thứ chuyện, tức là thể hiện thần thông khi ý thức thanh tịnh. Thật ra cái chuyện của ngài Ngô Thừa Ân, ngài cũng hiểu sâu về cái cách tu tập của ngài Mục Kiền Liên, ngài mới dựng lên cái con khỉ ý thức kia. Ý thức sau khi ngộ lý không cũng có 72 phép thần thông. Thật ra cái thức thanh tịnh á, thì thần thông mãnh liệt hơn các căn khác. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu thêm trong Phật Đạo. Tức là khi mà mọi người hành giả tu tập tốt mà họ đi bằng các con đường, các cái thức, ví dụ như nhãn thức, nhĩ thiết, thức, thân thức rồi đó, thì cũng có thần thông khi thanh tịnh, tức là đạt ngộ chứng quả vẫn có thần thông. Nhưng so với cái thức thì cái thức mạnh hơn, thức có thần thông mạnh hơn. Như vậy là do ngài Mục Kiền Liên quay về với cái tính yên lặng mà chứng được cái quả A-la-hán, tức là phát ra ánh sáng suốt. Rồi ở đây ngài nói là lóng cái nước đục, tức là ở trong Phật Pháp hay có một cái ví dụ là một cái ly nước nó đục, thì chúng ta để từ từ cái cặn nó lóng xuống, để từ từ cái cặn nó lóng xuống, là càng để lâu thì cặn càng lóng nhiều hơn, nước càng trong ra. Thì đó là cái ví dụ mà người ta ngồi lâu để dùng cái lắng tâm ô trạp của mình để mình đạt được định, tức là lộ ra được cái nước trong ở trên thì có thể người ta dùng xài được. Thì đó là cái cách, một cái ví dụ thôi. Càng lâu thì nước càng trong sáng, đó là thứ nhất, tức nghĩa là ngồi quay tâm lại với cái chỗ yên lặng đó. Và càng yên lặng lâu thì năng lực thiền định và trí tuệ càng sâu màu, cho tới mức mà yên lặng một cách tuyệt đối để hòa trong cái vũ trụ mênh mông yên tịnh này, để chứng được quả A-la-hán. Thì đó là cái cách lý luận của ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà trong cái đoạn đời cuối của ngài Mục Kiền Liên có một cái chuyện mà chúng tôi muốn để cho mọi người có một cái nhìn lại. Hồi xưa chúng tôi mới học đạo, chúng tôi nghe cái đề tài là cái gì đó, thần thông không qua nghiệp lực. Quý vị có nghe đề tài này chưa? Và hồi đó tôi thấy hay cực kỳ luôn. Có nói tới cái chuyện ngày Mục Kiền Liên. Lúc đó tôi rất là sợ nghiệp lực. Có nghĩa là mình làm sao mình tu để đừng có bị cái nghiệp này nghiệp kia, chứ để nữa mà tu chứng quả bị chết như Mục Kiền Liên thì thôi luôn á, buồn lắm.
cho nó gán tu làm sao mà đừng có tạo nghiệp mới. Thì đó cũng là một cái cách để cho những người sơ cơ đừng có tạo ác nghiệp thôi. Nhưng mà vô tình phương tiện đó đã làm thấp giá đi các vị thánh hiền. Tới hồi tôi thấy là được rồi, điều này tôi rất là buồn. Và tôi nghĩ rằng á, nếu mà mình có khả năng thì mình sẽ sửa cái đoạn sử này lại. Tức là đến cuối đời rồi thì cái đoạn diễn tả như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà tới hồi mà Chư Tăng phát hiện cái xác của Ngài Mục Kiền Liên á, mà khiêng về tịnh xá trước Đức Phật là xương nó nát luôn. Tức là cái người mà bị đập nát xương mềm nhũng luôn như vậy. Không biết nó đập cái kiểu gì mà ghê gớm. Nát xương mà mềm luôn trên cái người của Ngài Mục Kiền Liên dịu quặc. Mà thân thì bầm hết trơn, bầm tím hết, bầm thâm hết. Thì quý thầy thấy cái đoạn đó cũng như nhiều người thấy cái đoạn đó, cho rằng là Ngài Mục Kiền Liên dù có thần thông như vậy, cũng còn nhiều cái đoạn kinh nói rằng tới cái lúc mà nghiệp nó nổi lên chữ thần còn không nhớ lấy gì chữ thông. Giảng rất là hay những cái đoạn này, nhưng mà tôi thấy là bị ảnh hưởng rất là lớn. Tức là nếu mà chúng ta dùng từ chính xác là xúc phạm tới cái năng lực của thánh hiền, chúng ta phải dùng cái từ như vậy nó mới đáng. Tại vì sao? Nếu một vị mà quý vị biết nha, một vị thánh mà họ còn sống một cách bình thường thôi, họ chưa chứng quả trở lại đó nha. Một vị thánh mà xuất hiện ở trong cái cõi này mà họ chưa chứng quả trở lại cũng chưa chắc đã đụng được cộng công lông của người ta. Tại vì sao? Bất kỳ một vị thánh nào đã có một cái hàng ngũ long thiên hộ pháp hậu vệ, không phải đơn giản mà đụng được tới người ta đâu. Cho nên tất cả những cái chuyện mà gọi là tám nạn trong sử Đức Phật là cần phải nói lại, cần phải nói lại nhiều chuyện lắm. Ví dụ như kim thương mà gì đó đâm Đức Phật xịt máu chân thì tất cả những chuyện đều phải nói lại hết. Không có cái chuyện Đức Phật gặp nạn đó đâu. Vì sao? Vì á, cái thứ nhất á, mình đã bắt đầu mà nói chuyện của Ngài Mục Kiền Liên nè. Ngài Mục Kiền Liên là cái người đã chứng quả rồi. Ngài thấy rất rõ về nhân quả nghiệp báo của mình, chứ không phải là Ngài không thấy. Và Ngài biết Ngài trả bằng cái kiểu nào nữa. Và khi Ngài thấy rõ về nhân quả nghiệp báo thì Thầy cũng thấy rõ về nhân quả nghiệp báo đó. Xúc phạm thánh hiền thì phạm tội gì? Vô gián địa ngục, đúng không? Là một thân của vị A-la-hán mà chảy máu là bị đọa địa ngục A Tỳ, chứ không phải là nó trả nhân quả nữa. Cho nên một vị thánh với lòng từ bi của mình không bao giờ để cho những người lại đụng tới Ngài để Ngài chết, để cho mấy người này bị đọa địa ngục A Tỳ. Trước nhất là nói với cái lòng từ của Ngài Mục Kiền Liên trước đi, mới nói chuyện nghiệp tập sao. Thì một vị thánh không bao giờ cho người ta làm gì mình để cho người ta bị đọa địa ngục hết á. Trên nhân quả nghiệp báo, đương nhiên là cái lúc Ngài Mục Kiền Liên chưa chứng thánh quả thì Ngài có tạo nghiệp ác, Ngài có đánh, có đập, có giết người ta cái gì đó, thì cái chuyện đó là chuyện nhân quả cũ. Nhưng Ngài cũng phải trả trong đời này cho xong. Nhưng không phải là một thân của một vị thánh trả. Chúng ta nên hiểu điều này. Nếu như mà một ông thánh mà bị đập xịt miếng máu thôi thì người này đã xuống địa ngục A Tỳ rồi. Thì với trí tuệ và thần thông của Ngài Mục Kiền Liên có dám chấp nhận mình phải trả nhân quả để cho người này xuống địa ngục không? Không ai, cái lòng từ không ai dám làm chuyện này hết. Cho nên á, với trí tuệ và cái thánh trí, phải dùng cái từ như vậy, phải dùng từ là cái thánh trí của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài thấy rất rõ nhân quả nghiệp báo của mình đối với những người này. Và bây giờ đến lúc phải trả. Đến lúc phải trả thì như vậy là trong tích tắc Ngài Mục Kiền Liên bỏ xác này liền. Thì cái đám này nó nghĩ là còn cái thân của Mục Kiền Liên là phải đấm, phải giết. Tại vì nhân quả nó tới rồi, tới hồi mà gọi là nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Điều này rất đúng chứ không sai. Nhưng thân đó là một cái thân phàm phù, giống như Đức Phật. Mà kỳ trước mình có một lần mình nói, mình không chấp nhận cái câu củi hết lửa tắt ở trong kinh. Là vì Đức Phật trước đó 3 tháng đã xả thọ mạng. Thì giờ trong tích tắc này Ngài Mục Kiền Liên đã xả bỏ thọ mạng và rời khỏi cái thân này luôn. Và lúc đó chỉ là một cái đống thịt, chứ không còn là Ngài Mục Kiền Liên nữa. Nhưng mà mấy cái người này nè cứ nghĩ đó là cái Ngài Mục Kiền Liên, cho nên xúm nhau đập. Thì đập cho tới khi Ngài Mục Kiền Liên, phải nói là đập nát xương Ngài Mục Kiền Liên luôn. Thì lúc đó là quý Chư Tăng mới gặp. Ngài sử dụng thần thông để Ngài chặn cái đường của Chư Tăng để không cho tới đó nữa. Chứ thời lúc đó cũng có người lại cản được, chứ không phải là không cản được đâu. Nhiều mấy người đó là không có bao nhiêu người. Như vậy là Ngài ngăn chặn để cho những người này cảm giác thỏa mãn sau khi đập cái cục thịt đó.
chứ không phải là đập cái đập ngày một quyền liên mà đập một tịch chết rồi, tức là ngày một quyền liên đã rời cái thân rồi thì họ đập xong họ cảm giác thỏa mãn, tức là đã giải quyết được một nhân quả lớn trong nhiều đời nhiều kiếp ngày một quyền liên. Thì như vậy là khi ngày một quyền liên đã xả bỏ cái báo thân, có nghĩa là ngài không còn thấy cái thân đó là mình để trả nhân quả cũ, mà nó là một cái xác thôi, nó là một cái đống thịt thôi. Thì vậy là chúng ta phải hiểu cái gì? Các vị thánh nếu không vượt qua nghiệp tập thì không phải là thánh hiền, đúng không? Bây giờ ông thánh ông trả nghiệp cái kiểu đó còn gì là thánh đệ tử của Đức Phật nữa. Toàn thân của Đức Phật sau khi chứng quả trở thành kim cương bất hoại, nếu Đức Phật không mà xả bỏ báo thân hả, 1 tỷ 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 kiếp sau chưa chắc thân Đức Phật hoại nữa. Nhưng mà khi Đức Phật đã xả bỏ báo thân rồi thì thân nó trở thành một cái thân vật lý tầm thường. Thật ra nó phải mất ở cái thời điểm đó. Thì ngày một quyền liên chúng ta mặc dù chưa chứng được Phật quả, nhưng mà đó là vị thánh. Thì ngày thứ nhất là về trí tuệ, thứ hai về lòng từ, ngài thấy rất rõ về nhân quả nghiệp báo. Nếu mà chúc thân Phật, chúc thân A-la-hán ra máu là bị đọa địa ngục. Ngài không bao giờ nỡ để cho người ta có liên quan nhân quả mình mà người đó xuống địa ngục đâu. Mặc dù người đó đang thù mình theo cái kiểu mà cái tâm thức cũ, thì ngài thấy rõ điều này. Đó cho nên là trước cái phút mà những người ngoại đạo đập chết ngày một kiền liên, chúng ta nên hiểu rằng là ngài đã ra đi rồi, ngài đã xả bỏ báo thân rồi, ngài đã nhập niết bàn rồi, bỏ lại cái thân đó. Những người kia lại đập là đập cái thân cũ thôi, chứ không phải là đập ngày một kiền liên chết. Ngày một kiền liên không thể chết cái kiểu đó, không thể nào có cái chuyện đó trong Phật đạo được. Thì nếu mà ai thấy được mà cái từng bước chân đi của các vị thánh đó, từng hành động cử chỉ các vị thánh mà xuống cái trần gian này rồi đó, là chúng ta sẽ thấy được cái việc ra đi của ngày một quyền liên. Những vị thánh không có lúc nào không có một cái lực lượng hộ pháp khủng khiếp ở bên sau hết đó. Vừa tác ý xấu rồi coi chừng mấy ông hộ pháp mấy ông giật chết mất tiêu rồi, chứ đừng có nói mà đụng tới để giết chết ngày một quyền liên. Một vị A-la-hán, một vị thánh ở tại thế này luôn luôn có một lực lượng hộ vệ phía sau khủng khiếp lắm, thế gian này không có làm gì được. Nói thật ra là chúng ta phải hiểu lại ngày một kiền liên là không phải là do ngoại đạo đập chết. Và ai từ xưa giờ đã có cái hiểu này xin làm ơn hiểu lại dùm. Chứ nếu không chúng ta sẽ xúc phạm tới nhân bậc thánh. Một bậc thánh mà bị người ta giết cái kiểu đó thì thiệt đó là không phải là thánh nữa. Tức là chúng ta chê bai các vị thánh hiền chứng quả A-la-hán là chúng ta phạm cái lỗi lầm trong nhân quả, chúng ta không hiểu về nghiệp tập. Tại vì cái hồi mà đánh đấm với nhau, hồi giết chóc nhau trong những cái đời kiếp về trước á, là hồi đó là gì? Cả hai đều là phàm phu, đúng không? Cả hai là phàm phu thì thân phàm trả cho người phàm. Còn lúc mà ngang thân để chứng quả A-la-hán, cái đoạn mà ngài chưa có trả nghiệp tập này, thì đoạn đó ngài là một cái thân của một thánh. Thì thánh không thể bị phàm phu giết chóc được, không có dễ gì đâu, không có dễ đụng tới được đâu. Nội hả, ngày Xá Lợi Phất ngồi nhập định như vậy, con quỷ mà nó đánh nát núi Tu Di mà còn không nhúc nhích được, còn huống chi là cái chuyện mà mấy người phàm phu kia mà giết chết thì một kiện liên. Chuyện này hoàn toàn phi lý và phá vỡ đi cái nhân quả nghiệp báo của đạo Phật mà xúc phạm thánh hiền nữa. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ là ngày một kiện liên bị ngoại đạo giết chết nha. Chúng ta phải xóa đi cái đó trong đầu để chúng ta không có mắc lỗi với các vị thánh. Khi mà chứng quả A-la-hán rồi là đó là thầy trời người rồi, đi đâu cũng có long thiên hộ pháp hộ vệ ghê gớm, nó không có đơn giản đâu. Quý vị biết chỉ cần có những kẻ xấu vừa tác ý đụng tới ngày một kiền liên thôi, các vị chư thiên cõi trời cũng có cách để ngăn chặn nữa. Các vị long thiên hộ pháp ghê gớm lắm, không có vừa. Chúng ta chứng kiến một cái cảnh nào của các vị thánh có mặt ở trần gian này thì lúc đó chúng ta mới biết được điều này. Còn nếu không là chúng ta sẽ hiểu lầm, mà từ trước giờ rất là nhiều người hiểu lầm điều này. Cho nên chúng ta phải xóa được cái này trong đầu của mình, là đừng bao giờ nghĩ tới ngày một kiền liên là do ngoại đạo giết. Mà trước cái phút mà ngoại đạo nó đụng tới được cái thân ngày một kiền liên là ngày đã đi rồi, ngày bỏ cái xác đó thôi. Đó thì nó đập, nó đánh, nó làm gì đó nó làm để nó thỏa mãn cái nhân quả, xem như ngày nó trả được cái nhân quả cái thân phàm đó. Chúng ta sang một cái đoạn kế tiếp là đoạn thứ 20. Do hỏa đại mà chứng viên thông. Ông Ô-sô Sắc Ma đối trước Đức Như Lai chắp tay đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Con thường nhớ trước kia trong kiếp xa xôi tính có nhiều tham dục,
Lúc ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương, bảo người nhiều dâm dục thành với đống lửa hừng, và dạy con quán khắp những nơi nóng lạnh, nơi trăm vóc tứ chi, nơi năm vóc tứ chi. Con nhờ quán như vậy mà thần quan bên trong lặng đứng, hóa tâm đa dâm thành lửa trí huệ. Từ đó chư Phật đều gọi con tên là Hỏa Đầu. Con dùng sức hỏa quan tam muội thành quả A-la-hán. Trong tâm phát đại nguyện, khi các đức Phật thành đạo, con làm lực sĩ gần gũi bên Phật, hàng phục bọt tà ma không cho khuấy khóa. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa đại trí quý báu lên bậc vô thượng giác. Đó là thứ nhất. Chúng ta thấy ở Kim Cang Thừa có thờ hình của vị này. Một vị mà một cái chân đạp một người nằm ở dưới, một cái tay cầm cái chai, cái lưỡi phun lửa ra, hơn tiêu diện đại sĩ của mình nữa. Cái hình nó thấy ghê lắm. Thì vị Osak-soma này là một vị Đại Bồ Tát đã từng hộ vệ trong các dòng pháp của Đức Phật. Vị này á, cái cách khai thị người ta là sấm sét lắm, la hét để nuốt đi cái dục vọng, nuốt đi cái sân si của người khác mà làm cho người khác ngộ đạo. Chứ không phải là nói lời ngọt ngào, không phải là khai thị Phật pháp. Tức là cái lửa của ngài này sau khi chứng quả rồi, ổng có khả năng nuốt được cái lửa sân hận của người khác, nuốt được cái lửa tham dục của người khác khi đối diện, để người kia được hiểu đạo lý. Đó là một cái cách dạy cũng hơi lạ trong Phật pháp. Không phải là giảng thuyết nữa, mỗi khi gặp ổng hét, ổng có thể ổng hét cái tự nhiên cái mình hết giận, mình đang nóng bức cái gì đó, ổng hét giống như ổng nuốt được cái đó của mình. Cái năng lực của vị Bồ Tát này là có khả năng đó, tức là ổng xô sắc ma này. Bên mật tông có thờ cái vị này, và hình như là có một cái câu chú gì đó nữa đó. Thật ra là bên Kim Cang Thừa á, các vị tu mật tông thì thường những người mà bị lửa dục nhiều thì họ có một cái câu chú đó, là trì câu chú của ngài Ôsô Sắc Ma này là cho tiêu được cái dục lòng, tiêu được cái sân hận để có thể giữ được cái tâm mình thanh tịnh chứng quả. Thì vậy là khi cái ngài Ôsô Sắc Ma này là từ cái thời không phải là đệ tử mà đã được Đức Phật Thích Ca mình chỉ dạy, nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca thành đạo thì ngài lại đến để phò trì, tức là ủng hộ trong cái dòng pháp của Đức Phật. Thì vậy là ngài cũng dùng cái pháp quán, cái hơi ấm nó đi khắp châu thân để làm lưu thông cái không ngăn ngại cơ thể này. Và khi ngài quán được hơi ấm lưu thông khắp châu thân thì chính cái hơi ấm mà ngài quán bằng cái trí tuệ đó đó, nó sẽ đốt được cái hơi ấm này. Nó giống như một hơi nóng của dục đó, hơi nóng của dục nó cũng làm bốc cháy thân tâm này. Thì khi mà đã phát cái dục đó rồi, họ sử dụng bằng cái loại thiên định mà quán cái hơi ấm nó lưu thông trong cơ thể mình để nó đốt cháy đi cái dục lòng, và người này lại chứng được quả. Đây là cũng là một cái công phu mà từ xưa giờ cũng hiếm có vị thầy nào mà dạy cái kiểu này. Và khi mà nghe Đức Phật nói tới chuyện đó thì ngài trình bày như vậy thôi, chứ trong cái thời Đức Phật, trong các bài giảng Đức Phật thì Đức Phật cũng không có dạy cái cách dụng công này. Tức là trong cái thời Đức Phật Bổn Sư thì không có, nhưng mà ngài lại kể là cái thời mà ngài gặp Đức Phật hiệu là Không Vương Như Lai á, ngài Không Vương Như Lai mới dạy. Tức là thấy ngài này cái dục lòng mạnh quá thì mới dạy là cái lửa hừng hực đó trong con lòng nó sẽ đốt cháy ông, thì ông phải dùng cái tâm ông để ông quán khắp cái nơi cơ thể này, thấy nơi nào nóng, thấy nơi nào lạnh, tức là cái sự biết rõ cái hơi ấm nó vận hành ở trong cơ thể. Và do cái công phu để mình rõ biết tất cả những sự vận hành, sự đốt nóng của cơ thể do dục vọng, hoặc là sự lạnh đi do tắc dục, thì ông thấy được hai cái luồng khí nơi tâm để làm cho cơ thể nó lưu thông và chứng quả. Thì cái cách công phu này nó cũng là một cái gì đó nó lạ, chúng ta chưa có làm quen được với cái pháp tu này. Thì trong các kinh thì cũng không thấy Đức Phật dạy. Thì khi mà được hỏi về viên thông á, thì vị này lại nói là cái quán pháp, tức là quán lửa. Tại vì gần như cái đoạn này là chúng ta nói tới thất đại á, tới cái quán lửa. Thì vậy là do
quán cái hơi ấm lưu thông trong cơ thể không ngăn ngại mà chứng quả. Tới cái đoạn thứ 21 là do địa đại chứng viên thông. Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ kiếp xưa khi Đức Phổ Quang Như Lai ra đời, con làm tỳ kheo thường ở nơi các nẻo đường trọng yếu, ở bến đò, đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được như ý, có thể làm hại đến xe ngựa, con đều đắp bằng hoặc làm cầu cống hoặc gánh đất cát, siêng năng khổ nhọc như vậy. Trải qua không lường Đức Phật ra đời, hoặc có chúng sinh ở nơi chợ búa cần người mang đồ vật, trước tiên con mang hộ đến nơi đến chốn, để đồ vật xuống liền đi, chẳng nhận thù lao. Cho đến khi Phật Tỳ Xá Phù ra đời, người đời phần nhiều bị nghèo đói, con cũng giúp người không kể xa gần, chỉ lấy một tiền hoặc có xe trâu xa xuống bùn lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên cho khỏi khổ não. Vị vua trong thuở ấy thiết trai cúng Phật, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng chờ Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Phù Như Lai xoa đỉnh đầu con mà bảo rằng: nên bình đất tâm thì tất cả đất ngoài thế giới đều bình. Con liền khai ngộ thấy vi trần nơi thân thể và tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tự tính của vi trần không chạm xúc lẫn nhau, cho đến những việc đao binh cũng không đụng chạm nhau. Con do nơi pháp tính ngộ vô sinh pháp nhẫn thành quả A-la-hán, xoay tâm về Đại Thừa, nên hiện nay ở trong hàng Bồ Tát. Khi nghe Đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như diệu liên hoa, thì tỏ chứng đầu tiên làm thượng thủ. Nay Phật hỏi về viên thông, con do quán kỹ hai thứ vi trần nơi căn thân và thế giới đều bình đẳng không sai khác, vốn là Như Lai tạng giả dối phát sinh ra trần tướng. Trần tướng tiêu thì trí tuệ được viên mãn thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. Ngài Trì Địa Bồ Tát thì chúng ta, Ngài Trì Địa Bồ Tát chúng ta cũng nghe quen ha. Nhưng mà cách tu của Ngài từ xa xưa rồi, Ngài đã từng đắp đường bồi lộ, cầu cống, sửa sang đường xá, tất cả những cái gì mà cực khổ lao nhọc Ngài đã từng làm. Và làm không phải là một đời một kiếp, từ cái thời Đức Phật này qua cái thời Đức Phật kia, từ cái đời này qua đời nọ, Ngài chỉ chuyên làm chuyện đó thôi. Thì đến đời mà Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai á, có mặt ở Thái Lan, thì vua ở cái nước đó mới thỉnh Đức Phật để thọ trai. Thì Ngài nghe nói vậy, Ngài cũng phải đi đắp đường bằng phẳng để mong Đức Phật đi qua. Và khi Đức Phật đi qua thì Đức Phật mới nói là nên bình cái đất tâm mình, còn thì đất ở thế giới nó sẽ bình. Thì chúng ta nghe cái câu mà tâm bình là thế giới bình, nó xuất phát từ đây, không? Tức là nên bình đất tâm thì tất cả đất ngoài thế giới sẽ đều bình. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái xuất xứ cái câu tâm bình thế giới bình là nó cũng xuất nguồn từ cái bản kinh này. Như vậy là vừa nói cái câu này là Ngài khai ngộ. Thật ra chúng ta mới thấy rằng á, sở dĩ mà người ta được ngộ cái kiểu này ngộ kiểu kia là cái công phu đó họ trải qua nhiều kiếp lắm, chứ không phải một đời mà họ có thể ngộ được. Thật ra có những đời nó hợp, ví dụ như bây giờ mình hợp với cái thiền định, tức là đạt được định mới giác ngộ. Thì bây giờ dạy cho người đó niệm Phật, họ tu tinh tấn lắm nhưng họ không ngộ được. Tới hồi gặp ông thầy đó, ông thầy chỉ lại cái chuyện mà ngồi như vậy, hít thở như vậy để được định vậy, cái ngộ đạo, cái ông ngộ. Ngộ có thấy ông thầy, ông thầy sau này ông giỏi hơn thầy trước, không phải. Là chúng ta đi lệch đường, cho nên chúng ta không đi sâu cho công phu được. Có những người mà thiền định cũng rất là sâu, nhưng mà không phá vỡ được sinh tử. Thì khi gặp thầy mới, ông thấy được cái căn cơ của mình, cái kiểu đó đó, cần phải thấy như vậy, thì họ chỉ cần gợi ý chút thôi người kia ngộ. Thì người này trở thành cái bậc thầy khai ngộ cho người kia. Nhưng mà thực sự đi theo một cái vị thầy để được đạt ngộ thì rõ ràng là không phải một kiếp có thể thấu hiểu được đạo lý ông thầy này. Do là đời trước mình cũng theo thầy này rồi, nhưng mà nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mình cũng có học, cũng linh tinh tùm lum đó. Thành ra bây giờ đời này ra mình cũng theo ông thầy này học, theo ông thầy kia học, theo ông thầy nó học, mình cũng tu đã đời mình gần xuống lỗ rồi, thì mới gặp lại ông thầy cũ khiệu một cái mình ngộ. Tức là gặp lại cái chuyện xưa, cái duyên cũ,
Thì cái ngài Đức Từ Xá Phù Như Lai này cũng là quá khứ đã từng dạy cái vị Trì Địa Bồ Tát này rồi. Thật ra bây giờ chỉ cần là cơ duyên chín mùi, ngài nói một câu ngài Trì Địa Bồ Tát ngộ. Và một cái điều chúng ta mới thấy rằng cái này là cái dạng giống như thất đại ở đoạn trước á, cái này là địa đại nè. Ngài quán sát, ngài thấy cái thứ nhất là cái vi trần ở nơi thân của mình, cái trần tướng này là gì, nó giả hiệp. Và thấy rõ ràng từng cái tế bào nhỏ của mình, từng cái vi trần nhỏ ở nơi thân của mình á, là nó không hề xúc chạm lẫn nhau. Điều này chúng ta tin nổi không? Cái thân mình nó dính như vậy là nó không xúc chạm nhau, nói làm sao? Nhưng mà nếu đưa vào kính hiển vi mà chúng ta phóng đại lên chừng 10.000, 20.000 thì chúng ta thấy là rõ ràng cái thân chúng ta rỗng. Mà cái điều này mình hôm trước mình có nói là khoa học họ đã đạt tới cái cảnh giới này rồi. Tức là họ lấy cái phân tử của viên kim cương á, họ đưa vào cái máy gia tốc. Thì họ thấy rằng cái mức độ dao động của cái phân tử kim cương á bằng 10 lũy thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Cho nên họ kết luận vật chất này là chân không rồi. Thật ra cái người học đạo tới giờ phút này mà chúng ta không chấp nhận, không thấy nổi cái điều này chứ không phải là nó không chấp nhận, thì rõ ràng trí tuệ chúng ta, trí tuệ Phật đạo sẽ đi sau khoa học. Nhưng mà điều này cũng may là Đức Phật đã nói trước mấy ngàn năm rồi. Tất cả các pháp là chân không rồi. Thì cái vị Trì Địa Bồ Tát này cũng thấy được việc này. Tức là tất cả những cái trần tướng không dính nhau. Giống như bây giờ chúng ta ngồi á, nếu mà chúng ta nhìn chung là một hội chúng này không ai dính tới ai hết, mỗi người ngồi cái rế riêng, đúng không? Bây giờ việc nhỏ nhất trong từng tế bào của thân của chúng ta nó cũng giống như vậy. Giữa tế bào này, tế bào kia nó có một cái khoảng không. Và ngay cả trong cái tế bào nữa thì nó cũng có dịch nội bào, dịch ngoại bào, ngay bản thân cái tế bào nó cũng là cái rỗng, nó cũng không dính với nhau cái gì nữa. Và nó dao động chẳng có dính gì nhau hết. Nếu có một cái gì dính tức là không phải cái pháp vi trần. Thật ra là khi mà ngài nhìn thấy vậy, tức là nhìn thấy cái thân này nó rỗng rồi. Nhìn thấy tất cả các trần tướng, các vi trần ở trên thân á, nó không có xúc chạm nhau, có nghĩa là nó ngài thấy rỗng cái thân của mình rồi. Và khi cái thân mình nó rỗng thì vậy là ngài thấy luôn cả cái việc đao binh nó cũng không có chạm nhau nè. Rồi ngài nhận thấy cái vi trần của mình và cái vi trần đang có hư không này không khác nhau, tại vì nó chưa có gom thành hình thôi. Những vi trần ở ngoài nó chưa gom thành hình, nhưng mà thật sự khi gom thành một cái hình như mình thấy, cái hình người như mình á, thì nó cũng là một cái gì đó nó hết sức là ảo để hiện cái thân tướng, chứ nó còn không có thật. Và trong cái lúc ảo ảnh để hiện ra thân tướng đó, mình thấy có cái thân mình thật. Khi mà mình thấy cái thân mình thật, không thấy nó ảo, tức là mình đã thấy lầm. Và chính mình thấy cái thân mình thật cho nên mình dụng công kiểu này kiểu kia để phá thân để đi ra thì làm một cái sai mới nữa. Cho nên đối với ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài phải thấy được cái tự tính của vi trần là không xúc chạm lẫn nhau, những việc binh đao cũng không xúc chạm lẫn nhau, thì ngộ được cái vô sinh sống nhẫn mà chứng quả La Hán. Như vậy là đối với ngài á, thì do ngài quán về quán kỹ về vi trần ở nơi thân là một, vi trần ở thế giới là hai, là điều bình đẳng không sai khác. Nhưng cái câu này quan trọng đó, cái phần thâu thất đại trước nó giống nhau nè. Vốn là Như Lai tàn tâm. Tức là cái địa đại ở đoạn trước là Đức Phật nói sao? Địa đại là Như Lai tràn tâm trùm khắp pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà giả dối phát sanh trần tướng mà thôi. Do nghiệp của mình. Ví dụ như lửa này, lửa chúng ta thấy trong ngọn đèn thì nó đã khắp ở hư không vũ trụ này rồi. Nhưng mà cái nghiệp lúc này mình phát sanh là mình muốn có cái đèn để mình đốt trên bàn. Thì lúc đó gom cái nghiệp của mình muốn tác ý có cái đèn là mình bật hoặc quẹt mình đốt cái đèn. Hoặc lúc này mình có một người nào đó đang ngồi ở ngoài kia, chứ không phải ở trong cái chùa này nữa, mà họ muốn bật lửa để họ đốt điếu thuốc họ hút, thì họ, lúc đó cái nghiệp tác ý bật lửa thì lửa đó đủ để cháy điếu thuốc. Và nếu như lúc đó mà họ muốn cái lửa đó để họ nấu cơm thì lửa nó sẽ thành lửa để nấu nồi cơm. Còn nếu mà muốn lửa đó nó đốt cháy cái nhà thì lửa nó thành cái nhà cháy. Tức là tùy nghiệp của chúng sanh mà giả dối phát sinh trần tướng. Như mình á, mình không thấy cái trần tướng phát sinh nó là ảo là giả, cho nên mình thấy cái trần tướng nó là thật. Thật ra nếu mà mọi người tu quán được cái thân của mình và cái vi trần bên ngoài á, lúc đầu á,
thì mình thấy nó là gì? Nó không dính giống, không xúc chạm. Chúng ta thấy nó quay dục dục ở ngoài mà không xúc chạm. Nếu mà chúng ta lên lầu cao giữa ngã tư của thành thị á, chúng ta mới thấy là xe nó chạy với vận tốc rất là cao đúng không? Nhưng mà không có nào chạm cái nào hết đó. Thì chúng ta bắt đầu, chúng ta mới tưởng tượng tới cái vật nhỏ li ti trong cơ thể chúng mình là những cái tế bào này nọ kia nó cũng vận động. Và khoa học bây giờ họ cũng chứng minh được là cơ thể chúng ta trong một giây thôi nó có gần cả triệu cái phản ứng sinh hóa. Tức là cơ thể chúng ta làm cái gì đó nó quay cuồn cuộn mãnh liệt lắm, chứ không phải mình nghĩ mình ngồi như vậy là mình như vậy, không phải như vậy, chúng ta đã sai rồi. Người khoa học đã thấy hết những cái chuyện này. Những chuyện này là những cái chuyện mà khoa học đã chứng minh được. Nhưng có một cái khoa học không chứng minh được là cái gì? Là tất cả những cái vi trần khắp pháp giới mười phương này là gì? Là Như Lai tàn tâm. Thì cái này khoa học bó tay. Khoa học có thể thấy được những cái trần tướng quay lộn xộn trong không gian rồi nó không có dính với nhau thôi. Thấy được vận tốc của những cái vật chất mềm. Ví dụ như cái phản hư không này á, mà chưa có hình thành một cái thân tướng nào, thì chúng ta thấy là những cái dao động của cái phân tử ở ngoài này nó chậm hơn. Nhưng mà nếu nó thành nước thì chúng ta sẽ thấy cái vận tốc của phân tử nước nó nhanh hơn vận tốc của cái phân tử không khí. Và nếu thành một khúc gỗ cứng một chút thì chúng ta nếu mà đo đưa vào máy siêu tốc thì chúng ta thấy cái phân tử dao động của cái tế bào gỗ nó lại nhanh hơn là những cái phân tử nước. Và gỗ càng cứng thì cái dao động nó càng nhanh. Đó, cho nên là cái vật nào mà càng kiên cố thì cái vận tốc nó càng lớn. Mà chỉ đưa vô máy gia tốc mới có thể đo nổi cái vận tốc của một cái phân tử kim cương. Cho nên là phân tử kim cương là một cái loại, một vật chất cứng mà ở thế gian này phải công nhận nó là cứng nhất, phải không? Vậy mà họ đo được cái dao động, cái vận tốc nó tới 10 lũ thừa 10 vận tốc của ánh sáng. Ở đây chúng ta thấy là cái vật lỏng thì vận tốc nó chậm. Giống như mình thấy cái thần kinh người nào mà vẫn lên ra đường là họ chạy hết ga hết số vậy. Mấy người mà nhát nhát chạy từ từ. Thì những cái phân tử dao động trong không gian này nó giống như cái dạng đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái vật chất mà mắt chúng ta thấy được là ảo, là giả dối, phát sinh trần tướng. Chúng ta phải hiểu đúng cái lời Đức Phật dạy là như vậy. Thì khi nào mà chúng ta thấy tất cả những cái hình tướng trước mắt của mình nó là ảo, là giả dối, phát sinh thần tướng, cũng như cái thân của mình là ảo, là giả dối, phát sinh trần tướng mà thôi. Thì nó ảo là một cái gì đó nó không thật. Đủ cái thấy cái thân này là ảo là người đó sắp sửa ngộ đạo. Phải nói như vậy. Nhưng mà thật sự là chúng ta chưa có đủ cái trí để có thể thấy thật sự cái thân này là ảo. Hiểu thì chúng ta có thể hiểu, nhưng mà thấy thì chúng ta không chịu thấy thật. Cho nên khi mà đụng tới mình là mình sẽ thấy mình đau khổ, đụng thấy mình thấy mình buồn, thấy, tức là mình hiểu cái ảo thôi, chứ mình không phải là mình người rõ được cái ảo này. Và cái trần tướng hiện ra thân này cũng giống như tất cả những vi trần bên ngoài. Có điều là khi mà chúng ta đã thấy cùng tận rồi thì chúng ta thấy toàn pháp giới này là gì? Là toàn chân. Cho nên vi trần này tức là Như Lai trần tâm, chứ không phải là cái trần là cái hạt bụi nữa. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Thì vậy là địa đại là gì? Là Như Lai tàng tâm trùm khắp pháp giới. Thành ra cái vị Bồ Tát này do địa đại mà chứng viên thông, tức là Ngài trì địa Bồ Tát. Thì khi Ngài đã thấu hiểu được tất cả những cái vi trần ở nơi thân này cũng như vi trần ở thế giới này là gì? Là bình đẳng không khác. Mà đạt đến cái mức độ bình đẳng tuyệt đối là gì? Là Như Lai tràng tâm. Thì khi đạt tới Như Lai tràng tâm là lúc đó là không có thân và không có hư không ở ngoài. Tại vì cái thân này và vi trần nó không có còn là hai nữa. Thì khi mà thấy cái vi trần nó không có chạm nhau là lúc đó cái trí tuệ thấy khiếp lắm rồi. Giống như bây giờ chúng ta mà phóng đại cái thân này lên tới mấy ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn á, thì chúng ta thấy là rõ ràng là từng tế bào bắt đầu nó thưa ra. Cái lỗ hổng giữa tế bào này tế bào kia nó bắt đầu nó lớn từ từ ra, tùy cái mức độ phóng đại đó thì thấy dao động của các tế bào trong cơ thể chúng ta không còn nào đụng nào hơn. Nhưng mà trí tuệ Phật đạo đã thấy được điều này trước khi mà khoa học chế được kính hiển vi. Ngài trì địa Bồ Tát thấy được điều này trước. Thật ra những cái thấy biết của các vị thánh đó, thì khoa học lần lần mới bắt đầu mò theo để thấy được một ít điều. Chúng tôi dùng từ là thấy được một ít điều thôi,
Chứ cần nói mà đủ để có thể thấy biết được với cái trí tuệ của các vị thánh là chưa nổi đâu. Vì sao? Vì phải học dù cái đầu có tới đâu đi nữa vẫn là cái đầu của người phàm phu so sánh phân biệt. Dù có máy móc nữa thì nó cũng chỉ là sản phẩm của ý thức. Thì không đủ sức để có thể thấy được Như Lai tàng tâm này. À, họ có thể thấy được vật chất, tại vì vật chất do tâm thức này chủ động. Tất cả các pháp đều do thức mà sanh. Cho nên cái gì sanh sau thức thì nó thấy, mà cái gì sanh ra ý thức thì nó đầu hàng. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên cái trí tuệ Phật đạo vẫn muôn đời tự hào trước khoa học, là khoa học mãi mãi theo đuôi để mà học đòi. Chứ khoa học không thể nào nói là vượt hơn khoa học Phật đạo, trí tuệ Phật đạo được. Thế nên những người mà họ đã có nội lực công phu, họ đã thấy vượt tất cả những cái thấy của vật chất, như ngài Trì Địa Bồ Tát, đây là cái chuyện này cách đây mấy ngàn năm rồi, ngài đã đủ sức để thấy các cái vi trần không có chạm nhau rồi. Ngài đã đủ sức thấy cái thân này là rỗng rồi. Thì tới giờ phút này khoa học mới chứng minh được vật chất là chân không rồi. Thì vậy là nó cũng còn xa lắm. Nó thành ra là khi mà một người chứng thánh quả thì trí tuệ họ đã thấu suốt. Thì vậy là những người trần gian với những người có học thức, những người có trí tuệ một chút thì họ sẽ lần mò họ xác định được những cái gì liên quan tới vật chất, họ chứng minh được cái gì liên quan tới vật chất để áp dụng trong đời sống này, đó là các nhà khoa học. Nhưng mà họ chỉ lợi ích về mặt vật chất thôi, chứ không bao giờ họ đạt đến đỉnh cao của tâm linh. Và khi mà đạt đỉnh cao tâm linh là họ phải có một thấy nhìn vượt hơn khoa học nghìn trùng. Cho nên tới bây giờ phút này thì chúng ta mới thấy rõ ràng là trí tuệ của Đức Phật á, là Đức Phật đã thấy có hằng hà sa số thế giới thôi, mà khoa học bây giờ chưa chứng minh được mấy hành tinh có sự sống, nổi lên cung trăng thôi. Nhưng những người mà đã từng lên cung trăng đi về, họ đâu có giờ thấy được cái sự sống trên đó đâu. Họ nghĩ á, mắc cười lắm, các nhà khoa học cứ nghĩ rằng á, khi lên được cung trăng thì sẽ tìm được mấy người ăn uống giống như mình ở cõi phàm. Không biết làm sao học tới chừng đó mà nó không thấy được điều này. Tại mỗi một cõi có cách sinh hoạt ăn uống khác nhau. Đừng có mình đem cái tâm phàm mình lên cung trăng, bây giờ dòm thấy đó không có nước, không có cây mọc, không có không khí thở giống như mình, cái kết luận là trên đó không có sự sống. Rồi đi về dưới này cái là sách đất để phân tích, để tìm cách nào để tạo thành cái đất trên cung trăng, để có sự sống, để có không khí, để đưa người lên đó. Một cái sự sai lầm càng lúc càng sai lầm. Mỗi một cõi giới nó có một kiểu sống khác nhau. Mấy ông đó đâu có thở giống như mình, đâu có ăn để sống như mình đâu. Mà đòi có cây mọc để có thể có tạo oxy để sống, rồi phải tạo dòng nước trên đó. Tạo nước đó đưa người phàm lên thì được. Còn người ở cõi đó họ đâu có cần. Cõi đó họ sống bằng cái cảnh giới tâm thức khác. Mà mỗi một cảnh giới tâm thức họ cũng có một cái sở hữu sống khác nhau. Họ có một cái uy lực, họ có một cái thọ bẩm khác nhau. Bắt họ cõi đó ăn giống như mình, đem cây đem cỏ đến trồng đem người phàm lên thì được, nhưng mà trên cung trăng họ có cách sống khác. Thì ra các nhà khoa học mãi mãi cũng không thể tìm ra được hành tinh khác. Biết được cái hành tinh đó, có thể đi tới hành tinh đó, nhưng mà không bao giờ đủ cái trí tuệ để hiểu nổi hành tinh đó họ sống bằng cái gì. Và họ đâu có ăn uống vật chất, cho nên họ hối lộ thân phàm. Tức là ở đây Đức Phật nói là tất cả đều là Như Lai tràng tâm. Thì tùy theo nghiệp tập của người ta mà giả dối phát sinh trần tướng. Thì cái nghiệp của các người trên cung trăng đâu phải là cái nghiệp phàm ăn vật chất giống mình đâu mà lộ cái thân mấy chục kilo. Họ đâu ăn uống kiểu mình đâu mà lộ. Họ ra dùng cái mắt phàm để tìm một người mấy chục kilo trên cung trăng là một sự sai lầm. Cái nghiệp của họ khác, cho nên họ phát sinh cái trần tướng khác. Và tướng đó chỉ có những người đồng cái nghiệp họ mới thấy nhau. Nó giống như mình, cái người cõi âm đầy trong cái nhà này mình có thấy đâu. Ở đây đầy luôn á, không phải đơn giản đâu. Không biết là ngồi trên vai mỗi người mấy chục ông. Nhưng mà cái nghiệp mình đâu thấy nổi không, mấy ông đâu. Ở trong mấy cõi ngũ thú tạp cư này là hằng hà sa số các cõi đang ở, chứ không phải cõi người mà đang ngồi có nhiều đây. Không phải có ngàn mấy người ngồi, ngàn mấy cái ghế này, không phải như vậy đâu. Chúng ta đã hiểu lầm. Thật ra các nhà khoa học cũng hiểu lầm khi lên cung trăng, cho nên tìm đâu được cái gì đó. Bất quá là rinh mấy cục đất gì trở về cùng. Mà đem cục đất nó xuống đây bắt đầu phân tích là chất này, chất kia, chất nọ, rồi để có thể chế được cái này cái kia nọ để xài cái cõi này. Nó đưa người của mình lên để mà mang theo cái bầu không khí, bầu oxy để thở, cho lên đó không có oxy thở tại người này. Một cái điều rất kỳ lạ chúng ta thấy như vậy nè. Với mình thôi. Ví dụ như ở đây mà lại có một cái người
xưa giờ không có thích đi chùa, nhưng mà tại vì thân với anh chị bạn mình quá cho nên hôm nay chỉ đi chùa chứ rủ mình, chứ ép mình đi. Ép đi vô đây ngồi thấy vậy chứ nghe nó ngột ngạt khó chịu lắm. Bạn ngồi đây chứ thấy ngột lắm, nó không hợp với cái cảnh giới của mình. Thì cái người của mình mà lên cung trăng thì khác nhau hàng triệu triệu lần như vậy. Không có đủ để mà mình có thể thọ nhận cái cảnh giới của người ta. Cho nên chịu đầu tiên là không có đủ không khí để thở nếu mà không có bình oxy. À, thứ hai là nó cái vận hành của cái cung trăng á, nó không có quay với cái vận tốc cao giống cái vận tốc qua đất để tạo cái không khí. Thành ra là cái gọi là cái lực á, khi mà người ta bước một cái là nó không có bị, nó không có đẩy ngược lại cái quả địa cầu này mà nó bay luôn. Cho nên mà mấy người mà đi lên, đi đài vũ trụ mà lên trên đó hả, là lơ mơ là mất định hướng, đi mất tiêu, không chỉ cần phóng một cái là đi không có đường về. Ra ra khỏi cái dòng khí quyển rồi là cái lực mà nó đạp ngược trở lại quả đất nó mất đi, nó lệch đi. Thế cho nên là con người lên trên đó gần như không còn trọng lượng, nên cung trăng là gần như mất trọng lượng hoàn toàn. Mà người đã ở trên cái một cái vùng mà họ mất trọng lượng đó thì rõ ràng là họ không có xài cái kiểu như người phàm, không có xài vật chất như mình. Nó đem cái đầu vật chất để lên đó nghiên cứu là không tìm ra được cái gì. Tức là người cõi này không thể biết được cái cõi kia. Ví dụ như bây giờ cái ở trong chúng ta ở đây có một cái người mà nếu là người phàm, hai người phàm ngồi gần bên thôi. Chúng ta đang ngồi chơi đông với nhau như vậy. Nhưng mà có ai biết được người bên cạnh nghĩ cái gì đâu. Chúng ta không bao giờ biết được cảnh giới đó. Không biết được. Hai người, hai tâm thức khác nhau là hai cõi giới khác nhau. Cho nên mỗi người sở hữu cái cõi giới, thế giới của mình. Người kia đang sở hữu thế giới người kia, mình đâu biết nữa đâu. Đâu biết người kia là chuẩn bị một chút là dậm cho mình bầm cái chân mình đâu. Không, không biết nữa, nhưng mà người ta chuẩn bị rồi đó. Đó là hai người, người sát bên còn không biết. Huống chi là từ cái cung, cái quả địa cầu này, từ hành tinh này tới hành tinh kia thì đâu có đủ cái đầu để có thể hiểu nổi đâu. Nhưng mà khác cõi người, cao hơn cõi người một chút là nên cõi trời á, thì chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta nói dốc nhau được. Đó là nơi cõi đó là mình chỉ còn tác ý là người ta biết. Lên các cõi càng cao chừng nào thì những người trên đó họ thông với nhau bằng họ. Nếu mà là những cái cõi tâm á, họ thông với nhau. Cho nên khỏi cần phải sắp xếp là ví dụ như của mình á, trong các cái lễ quan trọng á ha, thì người ta sắp xếp vị nào lớn á, thì ngồi trước, vị nào nhỏ ngồi sau, ví dụ như đó. Nhưng mà cõi kia nó tự động trật tự, tại vì cái năng lực thiên định của người ta tự động, nó có một cái rắp nối rất kỳ lạ. Rồi có nhiều khi họ nhìn mình, họ không nhìn qua cái thân phàm nữa. Họ thấy xuyên suốt cái năng lực trước đó của mình, năng lực thiền định của mình. Rồi các vị thánh mà có xuống đây có mang thân phàm ở chư thiên thấy đảnh lễ mà người phàm mình không thấy. Tại vì các vị chư thiên mới thấy nổi các vị thánh, thấy đó là cái chân nhân đang xuống thế hay cái gì đó, họ thấy rõ lắm. Và không có cần phải coi biết địa chỉ đâu, họ chỉ nhìn thấy hào quang hay ánh sáng ở đâu đó là trong chớp mắt họ tới đó họ lại. Mà có một vị thánh ra đời họ lại cái để họ kiếm phước là cái gì, thấy nó rần rần tới mà mắt phàm mình đâu thấy nổi. Ra những cái lúc mà những cái lúc nào mà có những cái vị tu tập á mà chứng thánh quả thì quý vị thấy cái vùng đất đó chúng ta thấy khí lành thôi, tức là cái cảm nhận của mình á ha, thì mình nhìn cái nơi của một cái người chân tu á, nó có một cái khí gì đó nó khác với cái khí của người không tu thôi. Chứ chúng ta không đủ sức để thấy là cái khí đó nó có cái gì ở trong đó nữa, không có đâu. Nhưng mà những người mà chứng thánh rồi họ nhìn vô cái vùng trời đó họ thấy rõ ràng là có mây ngũ sắc, có hào quang, nó có cái gì đó các vị đi tìm. Và hồi xưa đa số những vị đạt đạo đi tìm đệ tử cái kiểu đó. Các vị chân sư hay đi tìm đệ tử kiểu đó. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như chúng ta chưa có ngộ đạo nha, nhưng mà cái tâm lực chúng ta lớn và chúng ta sắp sửa được ngộ đạo với cái tâm thành tu tập của mình. Đừng nghĩ rằng mình sẽ không tìm ra được minh sư, trước sau mấy ông minh sư cũng sẽ mò tới mình, nếu là những bậc chân sư thật sự. Còn thấy mình đi tìm hoài mà không có ra chân sư là biết rằng mình còn xa. Biết mình còn xa lắm. Chứ các vị thấy nhau hết, thấy nhau hết luôn. Ví dụ như người ta ngủ một cái giấc có ai tới lễ lại hay là cái gì trong cái cõi, cái thế giới kia chúng ta thấy không nổi. Thật sự với tâm phàm mình thấy không nổi. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng là khi mà đã vượt qua cái tầng của vọng chấp á,
chúng ta phá được một tầng tưởng ấm rồi á, thì chúng ta đã qua cái thế giới khác, thế giới của tâm thức khác. Thì thế giới đó chúng ta sẽ tương thông với một cái gì đó, thì chúng ta sẽ sở hữu, chúng ta sẽ cảm nhận được cái thế giới đó là cái gì, sinh hoạt ra làm sao, ăn uống ra làm sao. Thật ra chúng ta muốn nói ngược lại, các nhà khoa học nếu muốn biết được cái hành tinh ở trên công trăng là mấy ông kinh kia mấy ông sống bằng cái kiểu gì á, ăn sao, uống sao, ngủ sao, thiền định sao, mà thật sự là chúng ta nghĩ là các vị không phải do ăn uống kiểu của mình rồi. Thì ra đó là cảnh giới của tâm thức. Thì ra họ có thể họ thiền định, họ có thể họ sống và họ sinh hoạt trong cái cảnh giới của tâm, chứ không còn cái hiện tướng giống như mình. Cho nên nếu mà dùng cái tâm phàm để mà có thể mà thấy biết được một vị thánh thì rõ ràng là muôn đời chúng ta không biết được. Cho nên muốn biết được ai mà tu tốt, ai là thánh, ai là phàm thì buộc mình phải tu tốt. Không? Mình chứng cái quả ngang ngang người đó thì hy vọng chúng ta biết người đó một chút. Còn không là muôn đời họ sống chung với mình cũng không biết, không mãi lâu. Có khi là cứ theo người đó kiếp này qua kiếp kia nhưng mà không biết người đó là ai. Chỉ thấy là họ có một cái gì đó lạ lạ vậy thôi. Thì chúng ta không có đủ trí để có thể minh định được cái người người mà vượt qua khỏi cõi phàm này. Khi mà họ hiện, gọi là họ hiện cái ảo tướng trước mặt mình không biết nổi. Thật ra chúng ta tu á, trong lúc mà chúng ta chưa có thông Phật đạo á, thì cái thấy của mình gần như bị che chắn hoàn toàn. Như điều đó chúng tôi hay dùng cái từ chơi chơi là gọi là nghiệp che tâm á. Có những vị thấy xuất hiện họ không biết để lễ lại kiếm phước, tiếc nào tiếc vô cùng á. Nhưng mà xuất hiện liên tục trước mặt mình chứ không phải là không có. Tại vì mình theo cái kiểu phàm, mình thấy người kia cũng phàm luôn. Theo cái tâm mình thì sao, tâm mình xấu dở kiểu nào, mình ngồi mình nghĩ mình mới lúc đầu á thì nghe lời đồn hay là nghe cái gì đó vị đó cái mình thấy gì này cũng giỏi nha, vị này cũng tốt, vị này cũng hay ha. Nhưng hồi bắt đầu thay đổi cái thấy nhìn đối với vị, lý do là sao? Lý do là bản ngã mình bắt đầu nổi lên thì mình thấy là mình ngon hơn người kia. Chứ mình không bao giờ mình chấp nhận. Rồi bắt đầu mình ngon cho nên mình bắt đầu mình đánh giá người kia là người đó vậy theo cái kiểu phán xét cái kiến thức riêng tư của mình. Thì người ta trở thành trong cái dòng hiểu biết của mình, chứ người ta không bước ra ngoài cái dòng hiểu biết được. Thật ra khi mình đánh giá người khác là trong cái kiến thức riêng, bây giờ mình đánh giá đúng người đó. Cho nên có những cái đó chính là cái lỗi mà làm mình bị mất phước. Khi đối diện trước một cái vị chân tu, những cái vị thánh mà chúng ta vẫn nhìn họ với cái nhìn thấp thỏi á, thì mình bị mất phước. Rồi bị mất cái duyên lành để mình thân cận nữa. Mất cái duyên lành để thân cận là cái mất mát lớn đó. Tại vì thường các vị thánh họ luôn luôn có những cái trí tuệ mà có thể phá vỡ được sinh tử, có thể giúp mình chuyển hóa tâm thức bất kỳ giờ phút nào. Với điều kiện là mình phải biết, tôn trọng và học hỏi. Chứ mình không biết hả là họ không bao giờ khai. Khi mình mở tâm thì họ mới cho mình cái gì đó. Tâm mình luôn luôn đóng bít là mình mãi mãi không nhận được cái điều cao quý. Thì là khi mà chúng ta đang học đạo như thế này, chúng ta quyết tâm đi tìm cầu chân lý á, thì như trong thập nguyện của hiền chúng tôi nói là phải thường tùy học Phật á, thường tùy học Phật bất kỳ giờ phút nào, bất kỳ ai cũng là thiện tri thức của mình. Chúng ta phải bằng cái tâm đó đi. Thì có khi chúng ta có cái duyên lành sẽ được chạm mặt các vị thánh, chúng ta nhận ra được, để chúng ta được học những cái điều sâu màu. Chứ chúng tôi thấy là nhiều người bị, phải nói là bị bỏ qua, mất cơ hội lớn rất là nhiều, cũng do cái ngã chấp chúng ta đã sinh ra. Cho nên chúng ta học đạo cũng là gắng khiêm tốn, là xem tất cả mọi người, mọi điều là cái gì? Là bài học tốt nhất cho cái việc tu tập giác ngộ giải thoát của mình. Thì tất cả những hoàn cảnh đều là những hoàn cảnh tốt để cho chúng ta tiến thủ công phu. Tất cả những người đều là những bậc thiện tri thức để có thể giúp ích chúng ta cho cái việc phá vỡ sinh tử của mình. Thế vậy chứ phàm thánh chúng ta không có đủ sức để phân. Thì mình mong mình sẽ nhận được cái gì tốt đẹp nhất trong Phật đạo, trong tất cả những cái thời của ta đang sống. Cuộc đời còn lại bao nhiêu chúng ta chỉ mở lòng ra, để chúng ta sẵn sàng đón nhận tất cả những cái gì cao quý nhất trong Phật Pháp rót vô tâm của mình, để phá vỡ tất cả những cái trần cấu vô minh của mình mà mình được giác ngộ giải thoát. Chứ đừng có bằng cái tâm phân biệt so sánh mà nó kèm theo cái ngã của mình thì rất là nguy hiểm. Nó vừa mất phước mà vừa mất cơ hội. Phước mất thì mình không nói, nhưng mà cơ hội lành để mình nhận những cái điều hay á, chúng ta bị mất đi. Vì trong lòng chúng ta chưa có
chấp nhận cái vị này là giỏi, chấp nhận vị này là hay, chấp nhận đạo lý của người đó thì chúng ta không theo học được. Mà không theo học thì mất cơ hội đi. Cho nên cái duyên được học ai, chúng ta cứ học một cách rất là tận tụy. Thì như vậy là trước sau chúng ta sẽ có được cái duyên lành, gặp được những cái bậc sáng mắt. Nếu mà tâm chúng ta luôn luôn mở để đón nhận chân lý, gần như lúc nào trên cái bước đường học đạo của mình, của cả một cuộc đời còn lại, tâm chúng ta luôn luôn mở đi, đừng có đóng. Ai cũng có thể khai thị cho mình được hết, ai cũng có khả năng là thiện tri thức của mình được hết. Mà đâu có biết được là cái ông Bồ Tát đó, ông giả bộ, không biết. Ông có nhiều khi ông thử tới, thử lui, thử xuôi, thử ngược, hồi là ông cái mình lộ cái ngã mình ra, cái mình chống đối cái rồi, mất duyên. Trước khi mình nhận được cổ báo thì mình phải là cái gì, đúng không? Bàn tay đó phải là bàn tay cỡ nào mới nhận được cái châu báo chứ. Cơ thể và tâm thức chúng ta phải tới đâu chúng ta mới nhận được cái đạo lý, chân lý. Nên chúng ta phải chuẩn bị, phải gột rửa thân tâm chúng ta thật sự kỹ lưỡng mới được. Chứ nếu không chúng ta sẽ bị lầm hoài. Và chúng ta lỡ hết lần này, lỡ tới chuyện kia, tới bắt đầu lỡ hết cuộc đời của mình luôn, không thể nào mà thấy được chân lý thì rất là uổng. Thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Rồi mong quý vị chắp tay hồi hướng, chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Đạo trong viên thành.